nơi hẻo lánh của thế giới. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mà chưa từng ai nghe nói tới. Tôi đã học rất tệ ở trường. Tôi không vào trường đại học. Tôi không có tương lai. Dựa theo ý kiến của những người xung quanh, tôi đã làm rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều rất quan trọng. Tôi đã chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của chính mình. Cuộc sống không có đối tác và không có thứ gọi là miễn phí. Tất cả chúng ta đều muốn thành công và muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và làm điều gì đó khi chúng ta có cơ hội. Nhưng mà chúng ta không được cho cơ hội, nó không hề dễ dàng. Rowan sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôi đã đưa 3 công ty của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán và đây sẽ là công ty số 4. Tôi đã thành lập 3 công ty trị giá 1 tỷ đô mỗi công ty và Rowan sẽ là công ty số 4. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn cần để bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến. Và nếu bạn làm việc chăm chỉ với những gì bạn tin tưởng và sự cam kết cống hiến và thực hiện nó với đam mê, bạn sẽ thành công ở đây. Bởi đó là cách thế giới hoạt động. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Chúng ta sinh ra để chiến thắng. Sinh ra đã chiến thắng anh chị ha. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ để một ai đó kéo bạn xuống. Nếu mọi người cười về bạn hoặc nói là bạn chẳng làm nên trò trống gì vì bạn không học đại học, hãy chứng minh điều ngược lại bằng cách làm việc thêm 2 giờ nữa hàng ngày. Chúng ta đã biết nhau hoặc Rowan. Và bây giờ tôi muốn hỏi em trước tất cả các thành viên Rowan. Em có muốn cưới tôi không? Dạ. Chúng tôi đã làm một cái gì đó để cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nhiều niềm vui hơn và làm việc nhanh hơn. Một thiết kế web hoàn toàn mới với các chức năng mới, một văn phòng hỗ trợ mới, và bạn hỏi khi nào nó sẽ ra mắt. Câu trả lời là hôm nay. Đừng quên bạn là người tiên phong. Bạn đang ở đây trước khi chúng ta thực sự cất cánh, trước khi làn sóng lớn này được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Bạn đã sẵn sàng cho tương lai với Rowan. Chúng tôi minh bạch, chúng tôi sẽ ở ngoài kia và cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ còn ở đây mãi mãi. Lại quá trời lâu. Chúng ta là ai? Rowan. Chúng ta là ai? Rowan. Bất khả thi là không gì cả. Impossible is nothing. Yeah. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang live, đang xem chương trình livestream vào tối ngày hôm nay. Chắc chúng ta cần phải chờ thêm khoảng tầm 5 phút nữa để khi đạt tới ngưỡng khoảng tầm 50 anh chị em thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu ha. Đang bắt đầu dần dần tăng số lượng lên là xong, chúng ta sẽ bắt đầu. Đó. Bây giờ Vũ xin mời các anh chị em nghe lại một cái đoạn video clip ngắn. Xin mời các anh chị em cùng nghe lại đoạn clip này ha, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ vi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại, và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú, và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào. Trong những sách tuyệt vời của mình, Bonchan Peter đã nói rằng, trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội, mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn, và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa, là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Yeah. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu các anh chị ha. Rồi, lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em đang có mặt buổi tối ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chúc tất cả các anh chị em sau buổi tối hôm nay có một giấc ngủ ngon và đón chào một ngày mới nhiều niềm vui hơn và nhiều thông tin bổ ích hơn. Ok. Thì đầu tiên thì cho Vũ xem qua cái phần livestream trên điện thoại một xíu. Ok, xin chào tất cả các anh chị ha. Bước đầu tiên Vũ trong buổi tối ngày hôm nay thì cho Minh Vũ thay mặt nhóm myrao1.com xin gửi lời chúc mừng đến chị Phượng đã đạt cấp độ Director 2 sao. Được chưa? Đó là một người đầu tiên. Và người thứ hai đó là một anh ở Quảng Ninh. Đó là anh Hoan. Anh đã đạt tới cấp độ là Director 1 sao. Đó. Và tối hôm nay là Vũ xin gửi lời chúc đến hai người. Một chị đạt được Director 2 sao. Và một anh đạt đó là Director 1 sao. Ok ha. Và các anh chị em biết không ạ? Là theo như Vũ được biết á, là hiện tại bây giờ có khoảng tầm là 20-30 người, còn một xíu nữa thôi sẽ đạt tới cán mốc đó là Director 1 sao. Ok ha. Rồi, cái phần thứ hai thì Vũ thông qua đây Vũ cũng xin chúc mừng đến tất cả các anh chị em thành viên của Myrao1 đã có một cái khoảng thời gian làm việc rất là cực lực, đã cống hiến hết mình ha, gọi là cháy bỏng hết toàn bộ thời gian trong một cái khoảng thời gian đó là khoảng tầm 15 ngày. Đó là gì ạ? Đó là giúp cho nhiều anh chị em hơn, đó là được cái gọi là nâng cấp, gọi là trúng số trong rau. Đó là gì ạ? Đó là khi chúng ta tham gia 99 nhưng mà chúng ta được 299, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó nếu tham gia 299 chúng ta được 799, đúng không ạ? Rồi nếu tham gia 799 chúng ta được là 2499. Ok. Nhưng mà các anh chị em có biết được rằng là nếu mà đạt lên cái mức á, là 799 á, thì chúng ta được cái giá trị cổ phiếu lên tới là 1.000 lượng, đúng không ạ? Còn nếu ví dụ những ai mà đạt lên được cái mức là 2499, đúng không ạ? Thì sẽ được tới giá trị cổ phiếu lên tới đó là 3.500. Ok ha. Và trong một cái khoảng thời gian ngắn thì cộng đồng của Myrao1 ở Việt Nam cũng như là ở trên khắp thế giới thì cũng đã đạt được rất là nhiều kết quả rất là tốt. Ok.
Rồi một lần nữa xin gửi lời chúc đến tất cả những anh chị em nào đã đạt được cái gọi là tham gia cũng như là nâng cấp thành công trong một cái khoảng thời gian đó là 15 ngày vừa qua. Rồi xin chúc mừng tất cả chúng ta ha. Rồi cái phần thứ ba, rồi Vũ cái phần này là Vũ hay nhắc đi nhắc lại để mà các anh chị em không thể quên, đó là phần KYC. KYC có nghĩa là Know Your Customer, đó là tiếng Anh là Know Your Customer, nghĩa là KYC. KYC là gì? KYC là cập nhật cái thông tin của mình với công ty. Đó, để làm gì? Công ty xác nhận cái tài khoản đó là của mình, được chưa? Mình sở hữu. Để về sau này khi mà chúng ta muốn rút tiền hay là chúng ta có giao dịch mua bán gì trong cái nền tảng của Rao thì sao ạ? Thì chúng ta rút ra tiền nó một cách rằng là trơn tru hơn, đồng thời bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Ok ha. Thì cái phần này á thì Vũ cũng bắt đầu lưu ý các anh chị em. Đó là tất cả các anh chị em khi tham gia vào Rao, có thể rằng là buổi ban đầu của mình chưa biết làm cái việc này, thì Vũ cũng khuyên các anh chị rằng là ngồi xuống liên hệ với những người mà giới thiệu trực tiếp của chúng ta, được chưa? Hoặc là người trực tiếp của chúng ta mà không biết làm thì liên hệ kế với người trực tiếp, được chưa? Sát với cái người đó. Ok ha, đừng có dồn hết lên cho một mình Vũ. Thì khi nếu mà dồn hết lên một mình Vũ á, Vũ không có thời gian để xử lý. Sự thật rằng là trong một cái khoảng thời gian vừa qua, có rất là nhiều người khi kết nối Zalo á, hay là kết nối Facebook thì họ cứ hỏi trực tiếp như thế. Thực ra Vũ không đủ thời gian để mà hỗ trợ cho tất cả các anh chị em được, được chưa? Các anh chị em biết rằng là trên YouTube, trên các nhóm có rất là nhiều đoạn video clip đã được hướng dẫn là làm thế nào để KYC, các anh chị em có thể tìm. Và đặc biệt nhất các anh chị em cần đó là gì? Kêu cái người mà giới thiệu các anh chị, hoặc là gì, nói với người giới thiệu trực tiếp của các anh chị không biết làm thì liên hệ với cái người kế tiếp, người kế tiếp, người kế tiếp, được chưa? Đừng có dồn hết về một chỗ, tại vì khi dồn hết về một chỗ thì sao ạ? Nó gây ra một cái áp lực, Vũ sẽ khó để mà xử lý được. Chẳng hạn ví dụ Vũ không thể trả lời cho tất cả các anh chị thì lúc này các anh chị em sẽ sinh ra, ôi dồi, mẹ tao nhắn tin cho nó mà nó không thèm trả lời luôn, nó khinh tao rồi này kia tùm lum, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ giống như có những tin nhắn vừa mới mở ra đọc thôi, nó đẩy xuống chưa kịp trả lời thì sao ạ? Thì các anh chị em cũng sao, cũng sẽ phát sinh ra những cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực đi, đúng không ạ? Là ghét cái thằng này nhắn tin không thèm trả lời hay này kia, nó rất là khó xử. Các anh chị em hình dung ý ạ? Kinh doanh hệ thống là gì? Kinh doanh hệ thống đó là gì? Người này hỗ trợ người kia, nhưng không có phải rằng là gì, mình đang ở rất là xa, đúng không? Mình hú lên hết về trung tâm thì như vậy nó rất là khó, mà chúng ta sẽ đi theo từng bước. Các anh chị em không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta phát triển nền kinh doanh này. Các anh chị em biết rằng là gì, ngay cả một cái đất nước điều hành thôi mà cái chuyện gì mà cũng chờ cái ông thủ tướng rồi chờ cái ông tổng thống đông xử lý thì cái đất nước nó tệ lắm các anh chị. Các anh chị vô phải như sao ạ? Phải có từng thứ bậc, đúng không ạ? Từng người kế tiếp, chẳng hạn giống người này giới thiệu anh chị thì anh chị lôi cái người giới thiệu ra thôi, đúng không ạ? Rồi cái người mà giới thiệu các anh chị mà không làm được thì kêu cái người giới thiệu các anh chị á, tìm cái người mà giới thiệu ra cái người giới thiệu đó, đó, ngồi xuống để mà chỉ nhau. Như vậy á, nó sẽ hay hơn. Các anh chị em hình dung không ạ? Các anh chị em biết rằng là ngay cả trong đời sống bình thường của mình cũng vậy thôi. Ở dưới xã, dưới xã rất là sâu, đúng không ạ? Lúc nào cũng chạy về tỉnh, chạy về thành phố thì làm sao mà chịu được cái sự áp lực lớn từ tất cả các cái xã, các cái huyện đổ về trung tâm được. Các anh chị em, nó cần phải có những bước từng bước. Như vậy á, thì như vậy nó xử lý nó sẽ rất là tốt. Các anh chị hình dung ha. Trừ khi những cái việc cấp bách, chúng ta sẽ nhắn tin, chúng ta liên hệ với cái trưởng nhóm của cái nhóm đó, liên hệ thì sao, Vũ sẽ xử lý, ráng làm sao hỗ trợ cho các anh chị em được tốt nhất. Ok, đó là về phần KYC, các anh chị em cần phải chú ý. Nhưng mà các anh chị em cần lưu ý như thế này nè, cái gì cũng vậy, phải từ từ từng bước, không phải vội vàng là trong được, vừa làm xong liền là phải KYC, ép liền người ta liền, ép kinh doanh mình phải làm liền, không phải. Mà chỉ cần mình xác nhận là cái email của mình, thông tin của mình chỉ cần đúng là cái việc đầu tiên. Việc thứ hai, mình bắt đầu ngồi xem xét từng phần, mình làm cụ thể, đúng không ạ?
đó, từng bước chúng ta sẽ hoàn thiện cái việc đó. Ok. Và đặc biệt hơn, đó là nhiều anh chị có tham gia vào những cái nơi khác, được chưa? Và KYC hay là làm cái động tác mà KYC á, đôi lúc á là cứ nghĩ mình là mình biết rồi. Đó. Nên rằng là khi tới rao cái là cứ làm bừa thôi, cứ vô nhét làm. Mà Vũ để ý rằng là đặc biệt là phần lớn là những anh chị em mà cứ tự làm á, kiểu giống như ta biết rồi á, thường thường là bị sai không à. Các anh chị nhìn vô ạ. Đó, nên rằng là phải chú ý từng bước. Các anh chị em nào chưa biết, các anh chị em lên YouTube search tìm để hướng dẫn đầy đủ hết, hoặc liên hệ với người giới thiệu trực tiếp của mình để mà hoàn tất cái việc này. Ok. Rồi, thêm một cái phần nữa mà Vũ dặn luôn trong buổi tối ngày hôm nay, đó là cái phần mà các anh chị em biết rằng là khi đi kinh doanh á, có những lúc chúng ta cập rập, đúng không ạ? Chúng ta sợ mất cái chương trình khuyến mãi. Mà các anh chị em có để ý không? Chương trình khuyến mãi báo cho 10 ngày. Ngày thứ nhất L, ngày thứ hai L, ngày thứ ba L, ngày thứ tư cũng L luôn, ngày thứ năm cũng L luôn, tới ngày thứ 8, tới ngày thứ 9, cái giờ phút chót, anh ơi lên giùm em cái, anh ơi lên giùm em cái, anh ơi chuyển cho em code cái, anh ơi mua giùm em cái, lên nâng cấp giùm em cái, không nó mất còn có 1 phút nữa thôi, còn có 5 phút nữa thôi. Ủa tại sao mà những ngày thường chúng ta không làm đi, đúng không ạ? Công ty cho 10 ngày thì tại sao từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 8, ngày thứ 9 chúng ta không làm đi, mà sao cứ dồn phải tới cái ngày giờ cuối cùng. Đó, các anh chị hình dung nhé. Nên rằng là gì? Cái này là cái bản tính của chúng ta. Thường thường bản tính của mỗi con người chúng ta hay có một cái tật, đó là gì? Chờ nước tới chân rồi mới chạy. Ok, các anh chị không? Nên rằng là khi mà mình đi làm á, với Rao Oanh, từ từ chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi các cái bước này. Để làm gì? Để chúng ta hoàn thiện chúng ta hơn. Để chúng ta làm cho cái việc cá nhân của mình này, nó không ảnh hưởng tới những cái người xung quanh. Các anh chị hình dung ạ. Bình thường không sao hết, bình thường không ai đi mua khẩu trang hết. Đùng một cái ta nói là xếp hàng cả nghìn người đem đi mua khẩu trang, thì lấy đâu ra khẩu trang mà có, đúng không ạ? Vừa mới nghe cái là cô nghe tới cái bị một cái gọi là một cái cô gì đó, đúng không? Cô số 17 gì đó, hay là cái anh mà số 21, hay là ngày hôm nay có cái anh số 3, có một cái cô mà số 35 hay 38 gì đó. Âm kéo nhau tới siêu thị mua sạch hết mì gói hết tất. Đó. Cuối cùng sao ạ? Bây giờ có nhiều nơi chả có mì gói để ăn luôn. Ngay cả Vũ bây giờ Vũ thèm mì gói mà cũng không có để mà ăn luôn các anh chị. Các anh chị hình dung yếu không ạ? Trong khi á, là các kho á, thì còn rất là nhiều. Đó. Nên rằng là gì? Cái diễn vậy, từng bước chúng ta xếp hàng từng bước. Được chưa? Chúng ta cứ chuẩn bị từ từ đi. Khi nghe chương trình khuyến mãi một cái là chúng ta làm liền đi. Đừng có để chờ. Đúng không ạ? Đó. Nên là bữa sau rút kinh nghiệm, lần sau đừng có cái chờ tới cái ngày cuối cùng, hoặc là cách đó một ngày, hoặc là chờ 30 phút cuối cùng á rồi mới nâng cấp. Đừng có làm vậy các anh chị ha. Ok, đó là Vũ lời nhắn gửi cho các anh chị trong quá trình mà làm. Thêm một phần nữa mà Vũ cũng lưu ý luôn, trong 2 tới 3 ngày hôm nay thực sự là Vũ bị một cái rất là mệt luôn. Nói thật là không có nhiều thời gian để mà làm những cái việc khác. Đó là hiện tượng như thế này này các anh chị. Thời gian vừa qua thì chúng ta biết rồi đó, hệ thống thì chúng ta sẽ làm theo nhóm, hoặc là có nhiều anh chị em làm đơn lẻ, được chưa? Thì có một số nhóm làm sao đó lơ là. Cái này á, nó là thông tin mang tính chất là tiêu cực. Nhưng mà sao? Cái này tất cả các anh chị em cũng đều phải biết, được chưa? Nhưng mà đều có giải pháp để mà xử lý hết, các anh chị nhớ, nhưng mà phải từng bước để xử lý. Nhưng mà Vũ nói với các anh chị em ngày hôm nay sẽ có những anh chị em leader và những anh chị em mới, và tất cả, gần như tất cả các anh chị em đã tham gia vào rao, và những anh chị em bắt đầu tham gia vào rao. Các anh chị em lưu ý chỗ này. Khi chúng ta làm với nhóm á, thì chúng ta có hay có một cái hiện tượng, đó là gì? Chúng ta đăng ký giùm cho những người khác, được chưa? Chúng ta hay đăng ký giùm cho những người khác. Và ví dụ giống như 5-7 người chúng ta ngồi tụm lại với nhau, hay 10 người với nhau, bắt đầu chúng ta đăng ký giùm cho một nhóm 5-10 người, 20 người, 30 người. Chúng ta cứ thế là ngồi chúng ta đăng ký. Các anh chị em biết rằng phần lớn khi đăng ký chung như thế
thì chúng ta sẽ xảy ra một hiện tượng, đó là gì ạ? Lập email cũng lấy chung password, được chưa? Rồi lập tài khoản cũng chung password. Các anh chị hình dung không? Vậy thì khi mà lập chung như thế thì xui nha. Xui á là gì? Trong cái nhóm của các anh chị nó có cái người không được tốt, được chưa? Thì cái người đó âm thầm lặng lẽ về, họ vô thì sao? Họ dựa theo các cái username đó, họ vô họ lấy được một username, họ nhìn xuống các cái username đã đăng ký, họ dựa theo cái password đó, đúng không ạ? Thì lúc này có phải rằng là gì, họ đổi hết các cái password, họ có thể là gọi là gì, họ lấy hết các cái tài khoản đó, đúng không? Đó, đây là một hiện tượng đã và đang xảy ra ha, chứ không phải là không từng xảy ra. Nhưng mà Vũ nói lên đây để cho các anh chị em hiểu được một điều rằng là gì, khi chúng ta làm, được chưa, chúng ta phải kỹ lưỡng trong việc này, bởi vì chúng ta không biết được ai là người mà có nổi lên lòng tham bất kỳ lúc nào, mình không biết được. Ngay lúc đó họ có thể rằng là rất ok, mọi thứ ok. Ở đây Vũ chỉ nói hai trường hợp để cho các anh chị em hiểu như thế này. Có một trường hợp, chẳng hạn 5-7 người đang chơi chung với nhau, rất là tốt, rất là vui, rất là ok. Thì cái người này giới thiệu ra cái chị kia, chị đó làm ra được khoảng tầm 50 người, đúng không ạ? 5-7 người gì đó. Xong bắt đầu sao? Tự dưng cái người mà giới thiệu với cái người người này, đúng không ạ? Tự dưng hai người này họ giận nhau, đúng không ạ? Cái xong người này về nói câu là gì? Tôi bỏ, tôi dẹp, không làm nữa. Đó, giận nhau, bỏ, không dẹp nữa. Về cái xong cái người này họ đổi hết toàn bộ cái thông tin của cái những cái người mà cái người này giới thiệu. Xong bắt đầu người đó, tôi không biết muốn gì đó, đi tìm cái người đó. Đó, thì có phải rằng các anh chị hình dung là chỉ vì cái sự ích kỷ của cái người này, vì sự nóng nảy của cái người này và cái người này, đúng không? Hai bên không có giao thoa được với nhau, đúng không? Thì gây ra một cái sự cản trở là gì? Những cái người xung quanh đây họ ảnh hưởng tới công việc của họ, họ ảnh hưởng tới ảnh hưởng tới cái cơ hội của họ, mà cũng có thể rằng là gì? Đánh mất cả một tương lai tươi sáng của những con người này. Các anh chị em hình dung đúng không? Đôi lúc vì một cái hành động nhỏ của chúng ta lấy cắp tương lai của cái người đó và gia đình của người đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Bởi vì cơ hội chúng ta không biết được. Cơ hội là gì? Là một cái gì đó tiềm ẩn đằng sau lưng, nó rất là lớn lao. Nhưng đôi lúc chúng ta cướp mất cái cơ hội của người ta bằng qua những cái sự ích kỷ, qua những cái lời nói, qua những cái này cái kia. Được chưa? Các anh chị em vô, giận nhau là chuyện bình thường, đúng không? Cuộc sống chúng ta lúc nào cũng giận nhau, nói xấu nhau. Nhưng trong công việc, đúng không? Giận nhau là một việc, nhưng chúng ta cứ trao lại cho họ, đúng không? Bảo vệ cho họ, bảo vệ tài khoản cho họ. Còn cái chuyện họ làm được hay không, đúng không? Họ phát triển được hay không, đó là gì? Đó là cái trách nhiệm và cái khao khát của họ, cái mong muốn của họ. Còn bây giờ mình nói chứ, mình làm, mình lấy hết cái tài khoản của người ta rồi thì bây giờ người ta chán, người ta nghĩ, người ta không có thể đăng ký mới được. Bây giờ người ta đăng ký mới cũng rất là khó. Thì sao? Nó sẽ gây ra một cái hiện tượng, đó là gì? Là mình đang cướp mất tương lai của người đó. Và mình đang đánh cắp mất tương lai của cái gia đình người đó. Rồi những đứa con của người đó thì sao? Các anh chị em hình dung nhé. Nên, được chưa? Trong quá trình khi chúng ta làm, chúng ta phải kỹ lưỡng cái việc này. Được chưa? Người nào chúng ta tạo tài khoản, chúng ta phải để những cái password, nói với họ: anh chị em ngồi xuống đây đi, đổi password đi, được chưa? Email các anh chị em phải giữ, phải ngồi lại ghi lại rõ ràng, một người là một tài khoản, mỗi người họ sẽ bảo vệ cái tài khoản đó, nói rằng là gì? Cái tài khoản này ngày hôm nay có thể chưa trân quý nó, chưa quan trọng, nhưng có thể thời gian tới nó rất là cực kỳ quan trọng. Các anh chị hình dung hiểu không ạ? Nên hãy giữ cái thông tin email, được chưa? Hay là tài khoản mật khẩu của mình, thông tin của mình, phải nhét vô kết giống như sổ nhà đất á, được chưa? Hoặc là kết giống như là những cái private key á, mà chúng ta có 100 bit hay 1000 bit, đúng không? Trong cái tài khoản, kết trong đâu đó, trong tài khoản chúng ta đừng có lưu nhớ trong đầu, chúng ta cũng đừng có lưu trong điện thoại. Lỡ chúng ta lưu trong điện thoại thì sao ạ? Ra ngoài chưa kịp nghe điện thoại cái thằng khác nó dịch mất tiêu à? Thì lúc đó sao ạ? Làm sao để xử lý? Có nhiều người ý rằng là trên App Store, nhưng các anh chị em biết rằng là khi mà xảy ra nó sẽ rất là nhiều thứ, các anh chị em không lấy lại được đâu, nó rất là khó.
Nên cách tốt nhất các anh chị phải hình dung là vừa lưu giữ được trong điện thoại của chúng ta, vừa lưu giữ trong cái sổ nhà đất của chúng ta đó, được chưa? Hoặc là cái sổ gì đó mà chúng ta quý, mà chúng ta giấu đó, thì chúng ta ghi lại, lưu lại, chúng ta cất vào đó. Vì sao ạ? Vì đôi lúc chúng ta có những khoảng thời gian mà chúng ta lỡ quên thì sao, đúng không? Hoặc là bị một vấn đề này, bị một vấn đề kia mà chúng ta mất đi thông tin thì sao ạ? Thì coi như chúng ta mất đi tài khoản đó. Vậy thì sao ạ? Vậy chúng ta sẽ không mở ra được. Lỡ tài khoản đó nó có giá trị lớn thì sao? Đó à, các anh chị em cần chú ý cái việc này. Còn một trường hợp thứ hai, đó là gì? Không có giận nhau gì cả, được chưa? Không có tranh chấp gì với nhau cả. Nhưng mà trong một cái group đó thì cái người mà đứng nhóm đó, đôi lúc cũng nói thật, cuộc sống mà nhiều người á, họ nhiều người rất là hiền lành. Thực sự mà nói, có rất là nhiều anh chị em rất là hiền lành, hiền lành đến một cách ngây thơ. Và đôi lúc trong cái giai đoạn đó họ quên bẵng đi, đó là gì? Cái rủi ro luôn rình rập họ. Đó là gì ạ? Các anh chị em tưởng tượng rằng là gì? 50 tới gần 70 cái tài khoản được tạo ra, được chưa? Mà cùng chung một cái bắt buộc hết. Các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Gặp đúng ngay người xấu, họ đổi luôn 5 tới 70 cái bắt buộc luôn, ảnh hưởng luôn một cái nhóm đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Cái này là một cái rất là nguy hiểm các anh chị. Tất nhiên nó sẽ không bị mất đi, chỉ mất đi những cái nào mà chúng ta không bảo vệ luôn được cái email, đúng không ạ? Bởi vì sao? Cái chính sách của công ty nó có cái là gì? Nếu mà chúng ta lưu giữ được cái email từ ban đầu thì chúng ta có thể mất, chúng ta phải liên hệ lại được, lấy lại được. Nhưng các anh chị tưởng tượng rằng là gì? Khi xảy ra như thế thì có phải là chúng ta tốn rất là nhiều thời gian và gây ảnh hưởng là gì? Ảnh hưởng cho rất là nhiều người, họ không thể phát triển công việc được, đúng không ạ? Rồi ảnh hưởng tới những cái người phía trên nữa, đó, những người đi trước đó các anh. Thì sao lúc này sao? Người ta sẽ không có nhiều thời gian để phục vụ cho những người khác. Các anh chị như vậy, nên ngày hôm nay Vũ nhắn đi nhắn lại với các anh chị. Có rất là nhiều anh chị em không có nghe chương trình này, có rất là nhiều anh chị em không quan tâm tới chuyện này, được chưa? Bởi vì các anh chị em nghĩ rằng là mình giỏi nên mình làm được, đúng không ạ? Nhưng các anh chị em lưu ý này, khi chúng ta xây dựng hệ thống, người thứ tầng thứ 10 hay ở xa xa kia họ xảy ra thì sao? Chúng ta ở đây chúng ta đều phải có trách nhiệm hết, để hỗ trợ hết. Các anh chị hình dung quá. Nên nhiệm vụ của chúng ta là những người đi trước, những người làm trước, chúng ta phải nói cho những người đó biết, được chưa? Việc đầu tiên khi bất cứ ai tham gia vào công việc của Rao, được chưa? Hay là các công việc khác thì cũng vậy. Thì sao? Việc đầu tiên phải làm sao trong vòng 3 ngày đầu tiên phải giải quyết mấy cái vấn đề KYC, cũng như là cũng các cái vấn đề về liên quan tới là gì? Thay đổi mật khẩu, bảo vệ email, phải đảm bảo là gì? Phải trọn vẹn cái việc bảo vệ tài khoản này. Được chưa? Ok ha. Còn cái chuyện mà mình lên tiếng, mình hướng dẫn, đó là cái việc là mình phải làm. Còn cái việc cái người đó phải có một cái trách nhiệm, đó là gì? Và nghĩa vụ cần phải làm gì? Đúng không ạ? Họ phải ngồi xuống để làm. Còn nếu mà họ lơ là thôi, đó là chuyện của họ. Lúc sau này họ sẽ không thể trách được. Được chưa? Nhưng mà cách tốt nhất, hãy nhẹ nhàng ngồi nói với họ, phải thay đổi cái việc này đi, rồi làm đi, KYC đi, đúng không ạ? Chưa làm được hôm nay, ngày mai làm. Đôi lúc sẽ gặp những cái vướng mắc trong quá trình mà mình làm KYC, nó sẽ bị những cái vướng mắc. Thì lúc này chúng ta sẽ liên hệ với người này người kia để xử lý cái việc đó. Các anh chị vô ạ. Ok ha. Rồi, đó là cái phần mà các anh chị cần phải chú ý. Và nhớ dặn với mọi người là phải thật tâm trong cái việc rằng là xử lý các cái vấn đề về liên quan tới bảo vệ tài khoản. Ngày hôm nay nó không có giá trị, nhưng tương lai không biết được. Lỡ nó có giá trị thì sao ạ? Các anh chị hình dung nhé. Ok ha. Rồi, thêm một cái nữa mà Vũ muốn chia sẻ các anh chị, đó là các sự kiện của Rao đang diễn ra và sắp tới sẽ diễn ra. Thì theo tình hình như thế này thì Vũ cũng nói với các anh chị luôn, thì là trong tháng này nó có hai sự kiện. Một là sự kiện ở Thái Lan. Thật ra mà nói rằng là trong lúc này chúng ta đang phải đối diện với cái sự việc đó là virus corona Vũ Hán á. Thì chúng ta cần phải chú ý rằng là
Thực ra đi cũng được, nhưng mà tốt nhất chúng ta không đi trong giai đoạn này. Đó là hiệu quả nhất. Chúng ta ở nhà, chúng ta có thể phát triển công việc kinh doanh của chúng ta thông qua công cụ MyRoundOne, thông qua sự hiểu biết của chúng ta, thông qua những cái đoạn video clip, thông qua YouTube, thông qua Facebook, thông qua Zalo, thông qua các cái đội nhóm của chúng ta. Được chưa? Thì chúng ta vẫn phát triển công việc kinh doanh này một cách bình thường. Được chưa? Ok ha. Còn cái chuyện mà đi sự kiện á, thì sao ạ? Thì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều thứ. Các anh chị em hình dung như thế này. Tất nhiên mình đi, mình bảo vệ thì nó vẫn tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu trong trường hợp mà đi số lượng đông, hoặc là khi mà mình ở trong cái sự kiện ở đó, ở Thái, thực ra ở Thái cũng có nhiều đó chứ không phải ít đâu, nhưng mà chúng ta cũng hạn chế. Tại vì khi mà vô một cái môi trường đông như thế, mình không biết ở đâu của đâu hết, nhưng mà lỡ mà xảy ra đi thì con người ta hay có một cái hướng, đó là gì? Hay là đổ cho một cái người nào đó, hay là giống như là gán ép cho cái người đó, tại mày mà tại mày á, là mới xảy ra hậu họa này. Các anh nhìn vô ạ. Đó, chẳng hạn giống như vừa qua chúng ta có thấy đó, mọi thứ cứ đổ dồn vô cho cái một cái người đó hoặc hai cái người đó. Nhưng mà sao chúng ta không hiểu là gì? Nó không phải như thế. Các anh chị em hình dung không? Nên rằng là gì? Tốt nhất là chúng ta không nên đi tới những cái sự kiện lên tới vài trăm hay vài ngàn người trong cái giai đoạn này. Ở các nước khác thì không sao đâu, nhưng ở Việt Nam mình nó có hay có cái tật như thế. Được chưa? Đó là giống như là tại sao mà trong cái lúc này là kêu là đừng có đi du lịch rồi mà vẫn cứ đi. À, nó như thế ha. Thì tất nhiên là nó cũng lúc bình thường thì không sao đâu, nhưng mà khi mà bất bình thường thì thường thường người ta hay sẽ hay đổ lỗi cho những cái chuyện như thế. Ok ha. Còn thêm một sự kiện nữa mà đó là Vũ có nói với nhiều anh chị em, đó là trong cái tháng này thì phía bên công ty có mời Vũ, và Vũ cũng kêu gọi một số anh chị em đi sự kiện là ở bên Dubai để gọi là để gặp mặt các president, để làm gì? Để giao lưu cũng như là biết được nhiều thông tin hơn trong thời gian tới. Thì theo như chiều nay Vũ được biết thì là hiện tại bây giờ Vũ đang chờ, chắc có lẽ trong thời gian ngắn thôi, trong vòng khoảng tầm nửa tiếng tới một tiếng nữa, thì phía bên công ty có thể rằng là sẽ hoãn lại cái việc này sẽ không có đi trong cái sự kiện mà Dubai trong tháng này đó. Như thế ha, các anh chị em hình dung ý không ạ? Chúng ta cần hoãn lại mấy cái chuyện mà chúng ta đi các sự kiện lớn, và chúng ta ở nhà, chúng ta tập trung vào cái chuyện là chúng ta phát triển toàn cầu thông qua internet. Ngày hôm nay chúng ta chưa làm được, không sao, chúng ta sẽ học hỏi từng ngày và chúng ta sẽ phát triển nó. Thì cũng thông qua đây, Vũ cũng xin chia sẻ với các anh chị em thêm, nó như thế này. Hiện tại bây giờ Vũ đang xây dựng lại cái myrao1.com cho nó đẹp hơn, cho nó kích thích hơn và nó đầy thông tin hơn. Để một ai đó mà truy cập vô trong myrao1.com xịt username của các anh chị, nhìn đó là nó đầy đủ slide này, đầy đủ các phim này, các hình ảnh này. Đó, bấm một cái là nó vô đăng ký cho các anh chị em một cách nhanh gọn lẹ hơn và nhìn nó bắt mắt hơn. Các anh chị em lưu ý ha. Và Vũ đang làm việc này. Hy vọng rằng là trong tuần này, sẽ ra mắt cho tất cả các anh chị em, để các anh chị em có thể rằng là gì, phát huy công việc của Brown nó hiệu quả hơn và nó lớn mạnh hơn. Ok. Rồi, bên cạnh đó thì Vũ cũng đang chuẩn bị một số cái, chẳng hạn giống như là chúng ta sẽ livestream nhiều hơn, nhưng mà livestream theo cái hướng đó là gì ạ? Là chia sẻ về cơ hội của Rao nhiều và hướng dẫn cho những anh chị em thành viên chưa biết gì hết, chưa biết làm thế nào để phát triển công việc của Rao một cách dễ dàng, hoặc là từng bước hội nhập với Rao, từng bước để mà lên từng cái thứ hạng của Rao. Từng bước đạt được director 1 sao, 2 sao, 3 sao, trở thành resident. Nói chung chúng ta sẽ tập trung vô cái chuyện đó là gì? Sẽ xây dựng các cái đoạn video clip, được chưa? Livestream cũng như là các cái đoạn video clip để hướng dẫn cho tất cả các anh chị em cùng nhau phát triển, được chưa? Thông qua cái nền tảng internet. Ok, đó là một số ý Vũ muốn nhắn gửi với các anh chị em. Bây giờ
Vũ sẽ nói một xíu về ở ngoài luồng, được chưa? Ở ngoài luồng một xíu. Các anh chị em có biết điều gì xảy ra của ngày hôm nay không ạ? Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, không chỉ trong nước Việt Nam, nhưng mà nó cả thế giới các anh chị. Hiện tại bây giờ Việt Nam đã gần như là không có approve các cái visa từ các nước, rất là nhiều nước ở châu Âu không có đến Việt Nam. Các chị em biết xảy ra điều gì không? Thứ nhất, sẽ không có du lịch nhiều đến Việt Nam. Mà nguồn thu của Việt Nam á, nhiều nhất là nằm ở du lịch, được chưa? Và thêm nữa, đó là gì? Chuỗi cung ứng toàn cầu, nó gọi là các mắt xích với nhau, của các cái doanh nghiệp với nhau, hiện tại bây giờ nó đang gãy rất là nhiều. Đó. Nên rằng là trong giai đoạn này cũng là một giai đoạn chúng ta cần phải sao, phải cố gắng hơn để chúng ta phát triển công việc của chúng ta thông qua hệ thống online, phải gấp rút hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải chuyên nghiệp hơn, phải bài bản hơn, để làm sao để công việc của chúng ta có thể lan tỏa một cách nhẹ nhàng và có thể lan ra được nhiều nơi hơn. Các anh chị em hình dung biết. Các anh chị có biết không, ngày hôm nay á, riêng cổ phiếu của một công ty trong nước ở Việt Nam này thôi này, có một công ty nha, rất là lớn, rớt 30 lần. Có nghĩa rằng là nếu mà anh chị em mà sở hữu cổ phiếu của cái công ty đó, được chưa? Ví dụ giống như là 10 trị giá là anh chị em đầu tư cổ phiếu công ty đó là 10 tỷ, giá trị tài sản của các anh chị. Thì ngày hôm nay các anh chị em chỉ còn khoảng tầm 300 triệu thôi. Các anh chị em nhớ, nếu mà tính sơ sơ này, một cổ phiếu trị giá là 180.000 thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 6.000 đồng thôi. Các anh chị em ghê, thấy ghê chưa? Rớt 30 lần. Ngay cả thị trường chứng khoán của Mỹ, các anh chị em biết rằng là gì không? Từ năm 2008 tới bây giờ, thị trường của Mỹ chứng khoán gần như hoàn hảo luôn, phát triển cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng mà vì cái đại dịch này, mà ngày hôm nay trong thời gian mà từ 2008 tới bây giờ là lần mà chứng khoán Mỹ rớt khủng khiếp luôn các anh chị. Các anh chị em biết khi mà rớt như thế đó, thì ngày hôm nay có rất là nhiều người tỷ phú, đang là tỷ phú, thì ngày hôm nay bây giờ họ không còn xưng danh là tỷ phú được nữa, bởi vì họ rớt xuống triệu phú hết rồi. Các anh chị em hình dung á, không phải chỉ một mình chúng ta ảnh hưởng đâu, không phải chỉ một mình ở Việt Nam ảnh hưởng, mà cả thế giới ảnh hưởng. Nhưng các anh chị em lưu ý rằng là gì? Cả thế giới nó ảnh hưởng, nhưng mà ở đây của chúng ta này, mình không có nói về góc độ của quốc gia, nhưng mình nói về góc độ của cá nhân của mỗi chúng ta này. Thì Vũ cũng nói với các anh chị em như thế này nè. Trong giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nó sẽ rơi vào một tình trạng giống như gọi là bế quan tỏa cảng, được chưa? Các nước này nó sẽ không có liên kết với các nước kia trong giai đoạn này. Thì sao? Nó sẽ hạn chế rất là nhiều thứ. Chẳng hạn giống như hiện nay ở Ý, các anh chị thấy đó, là hiện nay gần như là một thành phố luôn, tới cả 10 hay là một đất nước, đúng không? Cả Ý, ở nước Ý đó có rất, ở Ý mà đến nỗi mà có những khu mà coi như là cô lập luôn. Các anh chị nhớ, cô lập cả mười mấy triệu dân luôn các anh chị, đúng không? Rồi nhiều lắm. Nên là các anh chị em mình phải chú ý rằng là đại dịch này nó lớn lắm, nó tác động tới rất là nhiều thứ. Đó. Vậy thì Vũ chỉ có khuyên với các anh chị em, với ở trong rau, những người đã làm và những người đạt được kết quả thành công cùng với rau trong giai đoạn này, hay là những anh chị em mới bắt đầu vào rau, thì các anh chị em biết được thông qua My Rau One, đúng không? Thì Vũ cũng chỉ chia sẻ các anh chị rằng là bình thường các anh chị em không làm rau, hay là các anh chị em làm rau, thì các anh chị em cần phải chú ý rằng là gì? Thứ nhất, thời điểm này là thời điểm chúng ta cần phải tiết kiệm nhất, được chưa? Không có chi bừa bãi, các anh chị hình dung ạ, không có chi bừa bãi, bởi vì thời đoạn này là thời đoạn khó khăn, không có tiêu xài phung phí, và cũng đừng có mua những cái thứ đắt tiền, các anh chị hình dung ạ, mà là gì? Trong giai đoạn này chúng ta cần phải sao ạ? Phải bảo vệ, giữ gìn cái tài sản của chúng ta. Đừng có hùng hổ mà kiếm được ít tiền xong rồi đi mua tùm lum, mua này mua kia. Rồi cũng đừng có mang tiền đem đi đầu tư chỗ này chỗ kia. Nhiều khi mình cứ tự hào là tôi kiếm được, tôi trở thành director 1 sao, 2 sao, rồi manager 3 sao, rồi tôi kiếm được tiền rồi. Xong bắt đầu là giờ tôi rất là giỏi. Nói thẳng câu như thế. Cứ nghĩ rằng là tôi kiếm được tiền là tôi rất là giỏi, nên rằng là tôi sẽ đầu tư ở đâu cũng thắng hết. Nhiều người nghĩ vậy lắm các anh chị.
Nhưng các anh chị em phải nhớ này, từ xưa tới nay nhiều anh chị em đầu tư chết đúng không, nhưng mà đến với round thành công đúng không, có nhiều người đến với round thành công đó. Nhưng các anh chị em phải nhớ này, ở round nó khác với những các công ty khác. Ở các công ty khác không có ai tạo ra các hệ thống này để giúp cho các anh chị em thành công nhanh như thế. Các anh chị em phải lưu ý chỗ này, các anh chị em hình dung yếu quá. Nên rằng là gì, khi đến với rào nó không phải đơn thuần là tự nhiên các anh chị em cứ nghĩ rằng anh chị em giỏi các anh chị em đạt được, không phải. Nó là một sự tập thể, nó là một hiệu ứng lớn toàn cầu, nó là một cái điều tốt đẹp từ phía công ty, từ phía đội nhóm, nên chúng ta mới có thể thành công được. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thành công nhanh đua, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta rất là giỏi, nên là chúng ta cầm tiền để đi quăng tùm lum hết. Các chị em nhớ, ngay lúc này các anh chị em cần phải làm sao bảo vệ cái số tiền của anh chị em có được là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ tất cả mọi thứ giúp cho những anh chị em, những anh chị em mới và những cái anh chị em mà cùng làm với anh chị em trong cái thời gian qua, để cho sao, để cho họ cứng cáp hơn, họ mạnh mẽ hơn, họ nắm bắt được nhiều thứ hơn, để sao họ phát triển công việc nó trơn tru hơn. Ok ha. Bên cạnh đó thì các anh chị em cần phải thêm một cái nữa, đó là gì, khi mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta giao tiếp thì chúng ta hạn chế các cái môi trường về máy lạnh, được chưa? Các anh chị em hạn chế môi trường máy lạnh, bởi vì theo như được biết thì sao ạ, các anh chị em có để ý không, đa phần là những cái quốc gia mà đang ở xứ lạnh á, thì cái dịch bùng phát mạnh hơn, được chưa? Các anh chị hình dung không? Còn chẳng hạn giống như cái người này họ bị bệnh, đúng không? Họ bị dịch đi, thì họ đi đến một cái nơi khác mặc dù xứ nóng, nhưng mà họ vô trong môi trường máy lạnh, chẳng hạn như siêu thị, hay là giống như ngày hôm nay có một cái ca, đó là ở siêu thị của một siêu thị ha, mình Thập Vũ không nói tên ra để mất công ảnh hưởng tới cái thương hiệu của họ, nhưng mà là gì, khi bước vô đúng không ạ, trong siêu thị thì sao, lây với cái người mà nhân viên ở đó thì sao, nó làm cho hoang mang lên, và cái công ty đó nó cũng tụt dốc xuống. Các chị em biết gần như rất là nhiều công ty ảnh hưởng từ ba cái chuyện này. Nhưng mà ở đây mình không phải là lúc nào mình cũng nói tiêu cực nó, mình phải nói tích cực hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì á, này nó gọi là năng lượng các anh chị. Chúng ta mà nó cứ nhắc nó hoài, đúng không? Chúng ta cứ nói về nó nhiều thì sao? Thì cái đó nó sẽ giãn nở ra. Nhưng mà cách tốt nhất chúng ta là gì? Hạn chế với góc nhìn của chúng ta dưới những cái mà chúng ta đang có, được chưa? Đó là gì? Chúng ta hạn chế các cái cuộc giao tiếp ở trong môi trường máy lạnh, được chưa? Chúng ta cứ kiếm chỗ nào mà nóng nóng một xíu chúng ta ngồi. Có nhiều anh chị em không chịu được nóng, được chưa? Không chịu được nóng. Nên rằng là các anh chị em phải chú ý này, cái cơn dịch này đi đến nó đa phần trúng vô những cái người mà có những cái thói quen mà từ xưa tới nay sướng rồi, được sướng quen rồi, được chưa? Không chịu được những cái nóng, không chịu được gọi là sống kiểu giống như là phải đi vui chơi đó, chẳng hạn giống như là bình thường rất là đi bar, rất là sung nhưng mà hôm nay chỉ ngưng không đi bar được thì sao, thì khó chịu, thế bắt đầu sao, cứ đâm đầu vô đi chơi thì sao, nó sẽ phát sinh ra. Cái này là một cái thời kỳ mà gì, nó giống như là nó đang nói với chúng ta, đó là gì, hạn chế lại những cái thứ đó mà mình không thể giải thích thêm được. Các anh chị em tự cảm nhận thôi, Vũ chỉ nói để cho các anh chị em cảm nhận thôi, đúng không ạ? Còn cái việc mà chúng ta vẫn đi chia sẻ, vẫn phát triển thì chúng ta hạn chế đó là gì? Hạn chế ngồi trong những cái môi trường máy lạnh, được chưa? Và hạn chế tiếp xúc bằng cách là gì? Ôm với nhau nè, chẳng hạn, đúng không? Hoặc là ví dụ chào nhau nè, đó, chúng ta ngồi với nhau cách xa một xíu, được chưa? Nhưng mà vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng mà hạn chế việc là lúc không phải lúc nào chúng ta cũng phải đi gặp nhau. Mà tại vì chúng ta đang có được những công nghệ rồi, đó, Zalo nè, Facebook nè, rồi WhatsApp nè, Telegram nè, YouTube nè, có rất là nhiều thứ rồi, đúng không? Không nhất thiết là phải đi ra nói chuyện với họ để làm gì, chia sẻ cho họ về thông tin về công ty, ở công ty thành lập vào được bao lâu rồi, chính sách làm sao, rồi chia sẻ làm sao, bao nhiêu giá trị cổ phiếu làm sao. Những cái đó nó có sẵn rồi các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Những cái đó nó có sẵn rồi. Mà các anh chị em phải nhớ này, khi mình trao cơ hội cho người khác thì mình chỉ có việc đưa cho họ một cái cơ hội nó như thế. Chứ bây giờ mình cứ ngồi xuống mình cứ phải giải thích tất cả, đúng không? Trong khi bản thân họ không tự nỗ lực để sao? Để họ tìm kiếm,
mà mình cứ phải mình người ta cứ cứ bắt mình dẫn dắt theo cái ý của họ, không đúng. Cảm nhìn vô ạ, mình trao cơ hội cho họ mà, mình đưa cho họ, đúng không? Anh chị cứ nghiên cứu đi, mở ra. Có nhiều người đến nỗi một cái slide còn không thèm đọc nữa mà cứ suốt ngày cứ hỏi. Một đoàn phim của công ty đã bỏ tiền ra, đúng không? Đã bỏ tiền, bỏ thời gian ra để ngồi dịch, để ngồi lồng tiếng ra, mà nghe cũng không chịu nghe nữa. Thì sao ạ? Bởi mà cứ nói ông này ở đâu, cái ông sáng lập, ông ở đâu, cái ông CEO này, ông ở đâu, cứ suốt ngày. Cứ lên YouTube đi, lên Google đi, search ra cái tên ông đọc đi. Thì sao ạ? Thì tự hiểu là người thật, việc thật hay không. Lên công ty đọc, vô website đọc, đúng không ạ? Rồi bao nhiêu đoạn clip của công ty tổ chức khắp mọi nơi, vậy mà không chịu ngồi nghe, mà cứ bắt buộc phải cứ lôi cái người mà trao cho mình một cơ hội, cứ trấn áp họ. Các anh chị em phải hiểu ý này. Các anh chị em là cái người đi trao cho họ cơ hội, đúng không ạ? Thì các anh chị em phải có một cái gì đó phải mạnh mẽ này. Phải trung dung giữa sự tự tin và ngạo mạn. Các anh chị em phải nắm ý chỗ đó. Mình đi chia sẻ cho họ cơ hội mà. Mà vấn đề nếu ví dụ mình không có tất cả các công cụ thì sao ạ? Thì mình mới phải rằng là phải bí lắm thì chúng ta mới phải ngồi xuống để mà ngồi trình bày cho họ. Đúng không ạ? Nhưng họ phải nghiêm túc trong quá trình họ tìm hiểu. Các chị nhớ ạ. Đừng cố quá. Cố quá gọi là gì? Cần quá họ. Mà là gì? Mà hãy nói với họ rất đơn giản. Tôi có một cơ hội và tôi chia sẻ cho anh. Và anh cần phải làm những bước như sau. Được chưa? Đây là thông tin về cái người sáng lập nè. Đây là thông tin về cái người điều hành nè. Anh bấm vô đây anh đọc dùm hết dùm em cái. Anh đọc tiếng Anh không được đó, thì anh bấm cái đường link đó, bỏ vô Google dịch nè, anh đọc hết dùm em đi. Là anh biết thông tin về cái ông này rồi. Đúng không ạ? Rồi anh có muốn biết tương lai của Rao không? Đúng không ạ? Ok, anh bấm vô cái đoạn clip này, nó dài 26 phút rồi, nó được dịch vào lồng tiếng, anh ngồi nghe hết đi. Đúng không ạ? Rồi á, anh nghe hết đoạn clip này, đèn clip này đi, anh nghe sạch hết đi. Rồi khi anh nghe hết xong hết rồi anh mà không hiểu á, anh vẫn chưa hình dung ra thì sao? Lúc này gọi điện Zalo nè, face to face nè, nói chuyện với nhau nè. Được không ạ? Giống như bây giờ Vũ đang livestream các anh chị vẫn thấy Vũ và Vũ vẫn thấy các Vũ thì không thấy các anh chị nhưng mà Vũ biết các anh chị, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thể dùng Zoom nè. Có rất là nhiều nhóm dùng Zoom rất là tốt. Các anh chị em nắm yếu ạ. Ok. Đó là cái mà Vũ muốn chia sẻ các anh chị để cho các anh chị em thoải mái hơn. Đừng có bị áp lực từ cái người kia. Suốt ngày đúng có một câu hỏi mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Đó, suốt ngày công ty có lừa đảo không? Rồi suốt ngày chừng nào có những người đến nỗi mà như vậy các anh chị. Thế công ty có chết không? Chưa gì vô hỏi câu. Thế công ty này sống được bao lâu? Tốt nhất tránh xa mấy người đó ra các anh chị. Họ vô chỉ có mệt thôi. Các anh chị em hiểu yếu quá. Các anh chị nắm ý ha. Và Vũ muốn nói với các anh chị em như thế này nè. Trong tuần này hoặc là đầu tuần tới, khi mà cái website myrao1.com nó đầy đủ thông tin hơn, có nghĩa là nó thiết kế được đẹp hơn, đầy đủ phiên ảnh hết trong đó, các anh chị em đưa cho người ta, mình chỉ nói có một câu thôi: tất tần tật nằm trong đó. Được chưa? Chịu khó ngồi nghe đi, chịu khó ngồi nắm bắt đi. Còn không á thì đi chỗ khác giùm tôi, cái tôi không có thời gian đâu. Các anh chị em hiểu ý không? Đó, mặc dù mình có rất là nhiều thời gian, nhưng mà đối với những cái trường hợp mà không chịu ngồi xuống để mà nắm bắt thì mình đừng có bàn với người đó được. Bản thân họ không có trách nhiệm trong việc họ tìm kiếm cơ hội mà các anh chị. Các anh chị vô ạ. Họ tìm cơ hội là để làm gì? Để họ thay đổi cuộc sống của họ, để họ kiếm thêm thu nhập, để họ lo cho vợ con nhà họ. Mà bản thân họ không nghiêm túc trong quá trình đi tìm kiếm cơ hội, không nghiêm túc trong quá trình làm, thì các anh chị em cần những cái người đó làm gì? Các anh chị em hiểu ý không? Nên chúng ta cần là cần gì? Cần những con người sao? Nghiêm túc với cái mà gọi là gì? Đi tìm kiếm cái giá trị để mà giúp cho đời sống của họ tốt hơn, cho gia đình của họ tốt hơn. Thì sao? Mới cần chứ. Còn cái người mà lơ, cứ tới với các anh chị, phải cho tôi cái này nha, phải hỗ trợ tôi cái này nha, rồi nha, phải trình bày cho tôi tháng đầu nha, rồi phải làm cho tôi luôn cái này nha, phải gọi cho tôi giùm cái khách hàng kia giùm tôi luôn nha. Thế anh nghĩ giùm em cái, chị nghĩ giùm em cái đi, em làm vậy thôi, thì để tự em làm, em mời chị vô đây làm gì,
cùng nhau hợp tác để làm gì? Thôi nghỉ dùm em với em năn nỉ á. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok ha. Đó là mấy ý mà Vũ muốn nhắn gửi các anh chị, để cho các anh chị em cảm thấy nó rất là thoải mái. Ok. Nên như thế rằng là mọi thứ nó sẽ trơn tru hơn, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta phát triển. Các anh chị em phải nhớ việc này nè. Vũ chia sẻ các anh chị cách tiết kiệm tốt nhất trong thời kỳ này. Được chưa? Đây là một trong thời kỳ mà các anh chị em cần phải nhớ này. Tiết kiệm được tốt bao nhiêu thì nó sẽ giúp cho người thân của mình, được chưa? Nó hiệu quả được bấy nhiêu, và giúp cho cái đất nước này nó hiệu quả được bấy nhiêu nữa. Đó là gì ạ? Các anh chị em vô đây. Đóng tiền internet một tháng cao lắm 200.000, 300.000. Tốn tiền điện sạc điện thoại. Đúng không ạ? Hệ thống mai rau quanh Vũ trao cho các anh chị không phải tốn xu nào rồi. Đúng không? Không cần phải tốn xu nào, không phải đóng tiền này đóng tiền kia gì hết. Đúng không ạ? Có người chia sẻ luôn, miễn phí luôn rồi. Có người lồng tiếng phim, dịch phim, làm đầy đủ hết rồi. Nhiệm vụ của các anh chị có việc là gì? Kết nối thôi. Đúng không ạ? Và hướng dẫn cho người ta là gì? Cứ xem phần này đi, phần này đi. Được chưa? Thì như vậy nó sẽ dễ dàng. Vậy thì bây giờ các anh chị em để nè. Một ngày đi, nếu mà mình ở nhà đi, đúng không ạ? Hoặc mình có gặp bạn bè, hoặc những người mà cùng làm với mình đi. Thực ra mình chỉ tốn rất là tiền ít. Tốn gì? Tốn ăn, bữa ăn nè. Đúng không? Những cái này cái kia. Rồi tốn ít tiền cà phê nè. Hạn chế lại các cuộc ăn nhậu. Hạn chế được từng nào hay từng đó các anh chị. Được chưa? Đừng có vì cố gắng mời họ vào hệ thống mà chúng ta phải cứ đi ăn nhậu. Làm cái cách đó là xưa rồi các anh chị. Đối với những nước phát triển, không có cái chuyện mà gọi là đi ăn nhậu mới ra kết quả. Được chưa? Ở Việt Nam chúng ta cứ hay cái kiểu là gì? Phải ra bàn nhậu xong mới ra hợp đồng. Phải cho ăn nhậu xong thì lúc này người ta mới tham gia. Số tiền các anh chị em kiếm được tiền hoa hồng từ những người đó không tồn tại được lâu. Được chưa? Và thời gian các anh chị em cho những cái con người đó, những cái người đó tốn thời gian quý báu của các anh chị. Tốt nhất để thời gian đó để mà sao chăm sóc gia đình của mình. Được chưa? Chăm sóc cho người thân của mình, chăm sóc cho người yêu của mình. Hoặc là mình làm những chuyện khác. Được chưa? Đi nhà thờ, đi chùa, đi đâu đó, đi làm từ thiện hay là giúp cho những cái người khác, nó sẽ tốt hơn. Các anh chị em chưa ạ? Nên rằng là gì? Mình hạn chế hết những cái điều đó đi. Trong thời kỳ này, hạn chế. Vậy thì có phải rằng trong thời gian tới, khi nó hết dịch đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ làm sao ạ? Cũng sẽ theo cái phong cách đó. Chỉ có những người nào chúng ta cần, chỉ có những người nào mà chúng ta trân quý, những người nào chúng ta tôn trọng, chúng ta mới phải mời, đúng không ạ? Đi ăn với chúng ta, những người cùng làm với chúng ta nè, đúng không ạ? Những người làm trong hệ thống chúng ta nè, mời những người đó đi chơi, đi ăn, vẫn khỏe hơn không? Vui không? Mời tuyến trên của chúng ta nè, đúng không ạ? Đó, đi ăn nhẹ nhẹ thôi là vui rồi. Gặp nhau nói chuyện rao quanh, gặp nhau nói về cuộc sống, gặp nhau nói về chuyện này chuyện kia, nó vậy là vui rồi, đúng không ạ? Còn trong công việc hợp tác với nhau thì chúng ta hạn chế ba cái chuyện đó. Được chưa? Ok ha. Đừng có ráng làm sao mà đưa ra điều kiện này điều kiện kia. Bản thân cá nhân Vũ cũng có những lúc sai. Vũ nói thiệt, bản thân Vũ có những lúc Vũ sai. Chỉ vì chiều quá, nhẹ lòng quá nên rằng là đôi lúc cũng khó khăn. Nhưng mà rút kinh nghiệm, Vũ chia sẻ các anh chị, bản thân Vũ cũng phải rút kinh nghiệm. Đó là gì? Hạn chế những cái chuyện mà cứ phải ăn uống, phải làm như thế này, phải như thế kia thì người ta mới làm. Rồi mình là sẽ có tiền, không có. Những cái đó nó không có bền lâu dài. Cao lắm họ làm được vài bữa, họ chán họ đi à. Ok ha. Nên là chúng ta cần phải xem xét lại trong quá trình chúng ta làm. Để làm sao? Để làm sao chúng ta có hiệu quả nhất. Các anh chị em lưu ý này. Chúng ta bỏ ra 1 đồng, chúng ta kiếm được 10 đồng thì nó mới gọi là thành công. Hoặc là bỏ 1 đồng kiếm được 3 đồng thì nó mới gọi là thành công. Bỏ 1 đồng mà tổn hại sức khỏe, bỏ 1 đồng mà thêm cái nhức đầu, bỏ 1 đồng đó mà kiếm được có 1 đồng mà lại tổn hại sức khỏe, tổn hại tinh thần, rồi cứ nhức đầu đi việc này việc kia thì sao ạ? Nó không tốt. Được chưa? Nên rằng là gì? Khi trong quá trình chúng ta làm, chúng ta phải chọn đối tác. Bởi vì sao? Cái kinh doanh này các anh chị em để ý không? Công ty nó đâu đòi các anh chị em phải rằng là gì với giới thiệu hàng trăm người đâu. Các anh chị em vô ạ. Đối với một người bình thường thôi các anh chị em có để ý không? Thực sự chúng ta tham gia kinh doanh có 99 đồng thôi.
Vậy thì chúng ta chỉ cần giới thiệu đúng có 2 người tham gia, mỗi người bên này 99 đồng, mà chúng ta hướng dẫn cho họ làm đúng giống như chúng ta thôi, thì chúng ta vẫn mắc ao được 20 ngàn một tuần mà. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Vậy thì tội gì chúng ta phải đi bằng mọi giá chúng ta vơ cho lắm vô những con người mà khó chịu như vậy, đúng không? Nên rằng là gì? Có 2 người à, chúng ta chỉ cần tìm 2 người hợp gu chúng ta, vui vẻ chúng ta, nói chuyện với chúng ta, đó. Rồi 2 người này họ tìm ra những con người vui với nhau. Chính vì kinh doanh hệ thống, nó cũng giống như kiểu mà chúng ta xây dựng một cái nhóm hay là một cộng đồng mà có cùng chung lý tưởng với chúng ta. Thì sao? Ai cũng vui vẻ với nhau, ai cũng làm với nhau. Thì sao ạ? Thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Ok, các anh chị dùng ý ạ. Trong thời gian tới, khi chúng ta mất hết những cái gọi là gì, những cái bị vướng mắc giống như dịch bệnh này nè, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái động tác như là gì? Chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Không phải chỉ đơn thuần rằng là đi kinh doanh thì chỉ biết người đó là kiếm tiền là xong rồi, không khó. Kinh doanh là tạo ra các mối quan hệ, những cái mắt xích với nhau, giao lưu với nhau. Tại sao vậy? Tại vì các anh chị em để đi, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình đi nhậu với nhiều người mà chúng ta chả thấy được cái tác dụng gì hết. Chẳng qua là vì nó hồi xưa nó học chung với phổ thông chúng ta, hay là vô tình gặp với nhau vậy thôi, rồi đi rồi giao lưu vậy, chả có được một cái ý nghĩa đằng sau lưng sau đó, mà chúng ta vẫn cứ phải cứ như thế hoài. Điều đó không tốt. Các anh chị nhớ, các cuộc gặp mà không rạo ra giá trị thì là những cuộc gặp vô nghĩa, được chưa? Mình các cuộc gặp mà có mục đích với nhau, trong quá trình làm việc với nhau thì sao, nó sẽ tạo ra các cái giá trị lớn, thì như vậy nó mới là các cuộc gặp có giá trị, nó mới tốt với nhau, được chưa? Và tốt cho mình và tốt cho những người khác, được chưa? Các anh chị nhớ ạ. Nên là chúng ta cần phải chú ý những cái điều này, ok ha. Bản thân cá nhân Vũ cũng phải cần chú ý những việc này đó. Vũ cũng rút lại các cái thời gian mà để sao mà để đi những cái cuộc gặp vô bổ, các anh chị hình dung á. Rồi có rất là nhiều người nhắn Vũ đi làm công ty này công ty kia rồi tùm lum dẹp hết, lóc hết. Tại sao vậy? Tôi đang làm cái công việc này, tôi phải dành thời gian để đi chăm mấy cái ông director 2 sao kìa, rồi thành thời gian chăm mấy cái ông 1 sao kìa, chăm mấy cái ông manager nè, rồi có thời gian để làm website để giúp cho cộng đồng nè, nó tốt đẹp hơn nè. Đó, đúng không ạ? Rồi lâu lâu phải suốt ngày là phải gì, sáng tối hay gì đó là phải đi cầu nguyện nè. Đó, cầu nguyện cho là gì? Cho những cái tính dưới của tôi nè có cuộc sống tốt đẹp hơn nè. Rồi như thế này mọi người phải đi làm nè, rồi nó vui vẻ nè, rồi có sức khỏe hơn nè, vui vẻ hơn nè, rồi cái đất nước này, rồi thế giới này, con người xung quanh nè, rất nhiều thứ. Đó, chúng ta cần phải nắm những cái điều này thì công việc của chúng ta nó phát triển tốt hơn, và đời sống tinh thần của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, nó cũng sẽ tốt đẹp hơn. Ok ha. Rồi, thêm một phần nữa mà Vũ muốn nhắn gửi với các anh chị em, đó là gì ạ? Các anh chị em thấy đó, đó là gì? Trong quá trình chúng ta phát triển công việc, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái điều mà chúng ta cứ hay bị người khác hay nói rằng là ôi chúng ta làm đa cấp suốt ngày cứ hay nhiều người nói chúng ta, nói khéo chúng ta. Ôi cái bọn đa cấp, đúng không? Rồi cái bọn đó, làm người sau làm người trước hưởng, rồi lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đây là cái câu mà chúng ta hay nghe nhiều nhất. Mà điều này lâu lâu Vũ vẫn hay nhắc lại trong các cái đoạn livestream khác. Nhưng mà ngay lúc này đây Vũ cũng sẽ chia sẻ cái ý này để cho các anh chị em hiểu. Các anh chị em thấy trên đời này có cái làm cái gì mà nó không đa cấp không? Các anh chị em hình dung ý đó. Các anh chị em có để ý nè, tất cả các cuộc khủng hoảng đi ngang qua thì rất là nhiều công ty truyền thống, những công ty không có gọi là mạng lưới giống như gọi là kinh doanh đa cấp này nè, phần lớn các công ty đã phá sản rồi. Nhưng mà các công ty xây dựng theo mô hình mạng lưới á, thì nó lại sống tốt, nó vẫn phát triển âm âm. Các anh chị em thấy Amway không? Mấy chục năm trời, tốt không? Vẫn công ty tỷ đô, vẫn âm âm phát triển, vẫn tốt bình thường. Khủng hoảng bao nhiêu rồi nó có sụp đầu, đúng không ạ? Rồi công ty Herbalife có sụp không? Không, phát triển mấy chục năm rồi đó. Khủng hoảng gì thì khủng hoảng, nó có sụp đầu. Các chị em hình như vậy. Rồi công ty Nu Skin có sụp không? Không. Các chị em thấy đó, có sụp đầu, chả sụp.
đúng không? Rồi công ty lô hội Forever Living có sụp không? Không. Mấy chục năm rồi có sụp đâu. Bản thân có một công ty, nói Vũ là Vũ ngày trước Vũ làm một công ty thuộc tập đoàn QI 22 năm rồi, nó có sụp đâu. Khủng hoảng gì khủng hoảng, nó cũng chả sụp. Thế thì bây giờ các anh chị em nghĩ rao sụp không? Nó là như thế. Vấn đề chúng ta chưa hiểu được bản chất, nên rằng là gì, chúng ta mới nói rằng là nó cứ sụp sụp sụp. Đúng, nó sụp những thứ mà nó làm không đúng thôi. Còn những thứ mà làm đúng bản chất của ngành network, của kinh doanh, gọi là kinh doanh nền tảng theo kiểu mô hình network này, nếu làm đúng thì rất là khó sụp. Các anh chị em hình dung không? Thực ra có nhiều người thấy rằng là có nhiều công ty khi đến Việt Nam, chẳng hạn giống như ngày xưa các anh chị em nghe tới những công ty, như nhiều công ty lắm khi đến Việt Nam phát triển, sau thời gian công ty này không phát triển nữa mà công ty này mất tích, và nhiều người cứ nghĩ rằng công ty nó chết. Không phải, có nhiều công ty họ không chết, nhưng mà vì khi họ đến Việt Nam có một bộ phận tham nhũng ở Việt Nam trong cái giấy tờ pháp lý để thực thi họ cho họ để họ phát triển ở Việt Nam, đó là họ tham nhũng nhiều quá. Nên sao có một bộ phận đấy nha, họ tham nhũng nhiều quá và những công ty đó họ không thích cái điều đó và họ rút về. Họ nói rằng là gì, khi tôi đến đây là tôi giúp cho cộng đồng ở Việt Nam phát triển tốt, đúng không ạ? Vậy tại sao tôi phải cứ chi ra những cái khoản, những vô lý như thế này, phải bôi trơn này kia, thì nên sao họ không thích và họ rút về. Các anh chị hình dung ạ. Nên rằng là gì, chúng ta cần phải chú ý là những cái đôi lúc chúng ta cứ nhìn thấy họ đang phát triển Việt Nam, họ không làm được họ đi về. Các anh chị em thấy Uber không? Ngày xưa chính Uber là gì, đơn vị sao đào tạo và giúp cho người dân Việt Nam và cả thế giới, được chưa? Đó, biết về một mô hình nền kinh tế chia sẻ. Và ngày hôm nay ai là người đang thực thi ở Việt Nam? Grab nè, GoViet nè và nhiều công ty khác nè. Các anh chị em thấy không? Đâu còn có Uber đây đâu. Đó, và Uber họ đi lý do tại sao? Thì cái đó là một cái góc nhìn khác. Được chưa? Ok ha. Ai hiểu thì sẽ thấy được vấn đề. Còn thì bây giờ Vũ sẽ không chia sẻ thêm. Nhưng mà các anh chị em hình dung rằng là gì? Bây giờ Vũ sẽ giải thích cho các anh chị cái mô hình của Rao, cái cách của Rao hoạt động á, để cho các anh chị em thấy tại sao Amway hay Herbalife hay các công ty như Nu Skin hay Lô Hội hay là nhiều công ty mang mô hình theo kiểu network, nó lại không có bị phá sản, không bị ảnh hưởng nhiều trong các cái cuộc gọi là nền xảy ra khủng hoảng về kinh tế, hay là chẳng hạn giống như bây giờ đang khủng hoảng nè. Các anh chị em lưu ý nè, những công ty mô hình theo kiểu truyền thống á, khi họ muốn bán được một sản phẩm thì họ phải xây dựng lên một cái nền tảng rất là lớn. Họ phải bỏ tiền ra trước, họ bỏ rất là nhiều thứ ra, sau đó bắt đầu họ chạy quảng cáo, họ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, thì sao? Lúc này họ mới bán được hàng. Còn với cái mô hình mà network, mô hình gọi người ta gọi là mô hình đa cấp, nó không phải là xấu, nó là tốt cực kỳ luôn. Nó giúp cho nền kinh tế phát triển rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết công ăn việc làm rất là nhiều người trên thế giới. Cả hàng trăm triệu người, các anh chị nhớ, cả hàng trăm triệu người, chứ không phải là chỉ có một vài người, vài ngàn người, vài chục ngàn người đâu. Nó giúp được cải thiện rất là nhiều cho thế giới. Nhưng các anh chị em để ý nào, với mô hình đa cấp hay là mô hình network là gì? Khi tạo ra sản phẩm, có nghĩa là gì? Khi tạo ra một cái hệ thống khách hàng, lúc này tôi mới phải trả tiền, đúng không? Tôi thu tiền về trước tôi mới trả tiền sau. Đó là gì? Là khi anh tạo ra được một khách hàng, đúng không ạ, thì tôi thu lại rồi, xong mất rồi tôi mới ra sản phẩm. Thì cái người này ra có thêm khách hàng thì lúc này chúng tôi mới trả ra, các anh chị nhớ. Mà công ty không phải trả tiền trước. Với chẳng hạn giống như bây giờ Vũ nói đơn giản đi, công ty sữa đi, nếu mà họ chỉ cần không quảng cáo một tháng thôi, đúng không ạ, thì sao? Thì bắt đầu họ sẽ bị lủng củng, tại vì họ phải bỏ tiền quảng cáo trước, sau đó bắt đầu mới khách hàng mới đến. Các anh nhìn vô ba. Còn ở đây thì sao ạ? Truyền miệng với nhau mà. Có nghĩa là khi có khách hàng thì lúc đó công ty nó mới ra một cái lượng sản phẩm tiếp. Không ai điên mà đi mà sản xuất ra hàng đống rồi xong bắt đầu là tìm khách hàng. Không có. Các công ty về network hay các công ty đa cấp, nó không phải trả một cái lượng tiền trước đó cho hàng nghìn, hàng chục nghìn
thậm chí là rất là nhiều tiền cho nhân viên, đội ngũ hay là marketing, quảng cáo này, quảng cáo kia, hay là việc mở văn phòng này, mở văn phòng kia. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị đơn giản đi. Các công ty truyền thống thông thường muốn mở một cái thị trường nào đó, việc đầu tiên của họ hay làm là gì? Họ phải đầu tư vào văn phòng, đầu tư vào này, đầu tư vào cái kia, rất là nhiều thứ. Còn đối với các cái mô hình về network thì sao, mô hình đa cấp thì sao? Họ tạo ra thị trường trước, sau đó khi nào cần thiết lắm thì bắt đầu họ mới mở văn phòng để họ làm. Đúng không? Mở văn phòng mà họ mở nhỏ thôi, không cần phải là ghê gớm đâu, không phải hoành tráng đâu. Họ cũng không cần phải quảng cáo nhiều đâu, mà từ khách hàng, bắt đầu từ từ người này giới thiệu người kia, giới thiệu người nọ. Thì sao? Thì nó hạn chế đi được rất là nhiều rủi ro. Được chưa? Với một mô hình bình thường á, thì sao ạ? Trả tiền trước. Được chưa? Còn với mô hình mà theo kiểu mô hình đa cấp hay mô hình network thì trả tiền sau. Chính vì chỗ này á, nó bảo vệ được cái nền tảng phát triển của công ty. Đó, nên là gì? Phần lớn các công ty về network hay gọi mô hình đa cấp thì sao? Rất là khó, gọi là gì? Khó bị sụp. Với điều kiện họ phải làm chân chính nha, họ phải làm đàng hoàng nha. Chứ còn mà chốt nhoáng hay là các cái mô hình mà đầu tư lãi, hay là các mô hình mà gọi là giống như là huy động vốn này kia thì sao? Thì thường thường là nó sẽ sụp, mình không nói tới ha. Nên rằng là các anh chị em mình phải chú ý việc đó. Bởi vì nếu mà mình không chú ý việc đó thì chúng ta cứ bị người khác cứ nói mình là làm công việc nó xấu, nào là đa cấp rồi nào kia. Từ đa cấp nó không xấu, tại vì tất cả các mô hình gần như là đa cấp hết, nhưng mà nó khác nhau về cách chia thôi, đúng không ạ? Bình thường các mô hình truyền thống thì sao, các anh chị em có để không? Bán một cái lon bia đi thì sao ạ? Thì cũng phải qua cấp này, cấp nọ, cấp kia chứ, rất là nhiều. Với mô hình này thì sao? Thì nó hạn chế đi được rất là nhiều rủi ro. Ok ha. Vậy thì với rau thì sao? Với rau thì còn hạn chế được các rủi ro hơn nữa. Đó là gì? Rau tập trung vô cái chuyện đó là gì? Xây dựng nền tảng cộng đồng qua nền tảng Internet. Họ chỉ có một trung tâm hoặc hai trung tâm nào đó thôi. Sau đó làm sao? Thông qua hệ thống website, họ phát triển cộng đồng của họ ra toàn thế giới. Đó, nó giống như Facebook hay là Zalo chẳng hạn. Mình đang thấy việc Zalo đang phát triển rất là tốt nè. Hay là WhatsApp hay Telegram đi, đúng không ạ? Thì hay là Amazon đi, hay là các cái website. Các anh chị ở đây, họ phát triển từ từ, có nghĩa là họ xây dựng lên một chỗ, xong bắt đầu họ phát triển lan ra. Khi nào mà một cái nơi nào đó mà nó quá mức, có nghĩa là phát triển quá lớn đi, lúc này sao họ mới cần phải hỗ trợ khu vực đó là gì? Có một cái văn phòng hay gì đó để xử lý thôi. Bởi vì họ không cần thiết những cái điều này. Bởi vì sản phẩm gọi là sản phẩm số hóa, sản phẩm dịch vụ, sản phẩm mang tính chất giải trí thì sao? Thì không cần những cái điều đó. Các anh chị em thấy đi, các cái công ty game nó thu về hàng trăm triệu đô, cả tỷ đô, vài tỷ đô. Mình có nghe tới văn phòng đó không? Không. Mình có nghe tới đại lý đó không? Không, đâu có nghe mấy đâu, rất ít. Đúng không? Nhưng mà họ vẫn thu được hàng tỷ đô. Đó. Hay là ví dụ các anh chị em thấy đi, mình nói đơn giản nè, mấy cái anh hay cá độ đá banh á, thì nhà cái nằm đâu? Mình đâu có biết đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà sao? Nhưng mà mỗi lần đó mà đi ra quán cà phê mà một trận đá banh, một mùa đá banh thôi, ngoại hạng Anh hay World Cup hay Euro đi, thì hàng tỷ đô la nó chạy vòng. Đúng không ạ? Ở Việt Nam thì ta nói nhiều lắm. Nhưng mà các anh chị em có thấy văn phòng nó nằm đâu? Không. Rồi các anh chị em thấy công ty nằm đâu? Không. Nhưng mà các anh chị em đặt cược có thắng đi, nó có chung không? Chung. hỏi thử mấy cái anh mà hay cá độ đá banh á, đặt cược 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, hỏi chứ thua. Ok. Thì không nói rồi. Lúc mà thắng đi, có chung không? Có. Đó, nó cũng là nền tảng online thôi các anh chị. Đúng không ạ? Giữa sự tin tưởng với nhau, giữa sự mắt xích với nhau thông qua nền tảng Internet. Các anh chị dùng ý á. Nhưng mà đặt cược mà chúng đi thì nó làm sao? Nó vẫn chúng. Nó vẫn chung tiền đàng hoàng, chỉ cần mất like thôi, 5% hay 10% gì đó, vẫn bình thường. Các chị thấy không? Nó hạn chế được rất là nhiều thứ. Vậy thì ở rau thì sao ạ? Ở rau nó hạn chế được rất là nhiều thứ các chị, nên là nó không cần phải chi gì nhiều hết. Chính vì không chi gì nhiều nên là khi chúng ta phát triển với rau sao, chúng ta mới kiếm được nhiều. Đúng không ạ? Và cách của công ty chia cho chúng ta và cách thức của công ty hoạt động đó là gì ạ? Ở đây nó có hai thứ mà các anh chị em cần chú ý, mà điều này có thể rằng là từ bữa giờ Vũ hay chia sẻ, nhưng mà sẵn đây đang có nhiều anh chị em mới, Vũ cũng nói luôn để cho các anh chị em hình dung rằng là gì. Ở rau nó rất là khác với những cái mô hình khác.
các anh chị em để ý nè, những anh chị em nào từng làm Amway á, hay Herbalife á, hay công ty Nuskin, hay là nhiều công ty khác, hay là bảo hiểm hay gì đi nữa, hay là các mô hình truyền thống, các anh chị em có thể thấy đó là gì ạ? Khi chúng ta phát triển hệ thống thì chúng ta chỉ được hưởng hoa hồng từ cái hệ thống của chúng ta thôi, đúng không ạ? Chúng ta có làm giỏi mấy thì chúng ta cũng chỉ hưởng được hoa hồng từ cái hệ thống của chúng ta phát triển thôi. Nhưng mà cái hệ thống của thằng khác, cô khác, anh khác, chị khác, nó phát triển, mình đâu có được hưởng gì đó đâu. Rồi công ty phát triển, mình cũng đâu có được hưởng gì đâu, đúng không ạ? Đó là cái mà các anh chị em chú ý. Còn nhưng đối với rau thì sao ạ? Đối với rau, nó có một cái điểm như thế này. Cái chuyện mà chúng ta phát triển hệ thống thì chúng ta được là bình thường, giống như các công ty. Nhưng những cái thằng khác, những cái anh khác, những cái cô khác, những chú khác xung quanh mình và trên thế giới, nó làm tốt thì mình cũng được hưởng. Hưởng từ cái gì ạ? Hưởng từ sự tăng trưởng của công ty, được chưa? Và khi sự tăng trưởng của công ty thì có nghĩa là gì? Sẽ có nhiều thành viên hơn, nhiều dịch vụ hơn, công ty nó kiếm được nhiều tiền hơn thông qua cổng Afigo và Mister. Thì lúc này có phải công ty nó kiếm được rất là nhiều tiền từ trên khắp thế giới, và nó chia vô, ai sở hữu cổ phiếu nhiều thì nó chia nhiều, ai mà được nằm trong 18 cái bể tài chính nhiều trong cái bể này thì sao? Được chia nhiều. Ở đây chúng ta có hai thứ. Một là chúng ta hưởng từ cái hệ thống của chúng ta tạo ra. Hai, chúng ta hưởng từ sự thành công của những cái nhóm khác, những con người khác, từ một cái tập thể của cả một công ty. Đó, chính vì cái chỗ đó chúng ta cần phải thấy sự khác biệt trong các mô hình. Bởi vì nếu chúng ta không thấy sự khác biệt các mô hình thì chúng ta cứ bị người khác cứ nói chúng ta là ui, ba cái thằng làm đa cấp, ba cái thằng làm này là gọi là mặc gì ta tiếp thị, ba thằng làm tiếp thị, đúng không? Chính vì chúng ta cứ bị tác động những người khác như thế, và đôi lúc chúng ta không tin tưởng vào cái công việc của chúng ta đang làm. Ai hỏi Vũ làm gì nói tôi làm đa cấp cụ luôn à, tôi làm từ khi mà tôi mới 20 tuổi tới giờ luôn à. Các anh chị mình vô, Vũ làm online là chính à. Tự hào lắm. Tại sao vậy? Tại vì đỉnh cao của trong hoạt động kinh doanh, các anh chị phải nhớ này, đó là xây dựng cộng đồng. Các anh chị em thấy không? Có nhiều công ty họ phải bỏ ra hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ họ mới tạo ra được một cái lượng khách hàng lớn, tạo ra được một cái doanh nghiệp lên tới vài nghìn thành viên, vài nghìn nhân viên, vài chục ngàn nhân viên. Mình nghe nó ghê gớm, cao siêu, khủng khiếp luôn. Nhưng mà tại sao các anh chị em xây dựng được một hệ thống trong rau, các anh chị em đạt được tới director, các anh chị em đạt tới director 2 sao, các anh chị em đạt tới resident, các anh chị em đạt mức manager 3 sao, 2 sao, 1 sao, tại sao các anh chị không tự hào? Các anh chị em cứ nhìn vào các cái doanh nghiệp ở ngoài kia kìa. Đôi lúc có nhiều cô nói với Vũ như thế này nè. Thằng con cô nó làm giám đốc cái chi nhánh công ty đó, giám đốc cái này, giám đốc kia, một tháng lương của nó 50 triệu à. Mà cô đi làm 100 triệu, mà lúc nào nó cũng chê cô. Tụi cô là mẹ nó mà cô còn kiếm tiền nhiều hơn nó nữa. Mà suốt ngày nó cứ bày bạt lên mặt cô không à. Đó, cứ nói mẹ cứ làm tùm lum này, làm tùm lum kia. Rồi nó kêu là mẹ làm bảo hiểm. Ôi, ba cái này đi dụ người khác đi mua bảo hiểm. Các anh chị biết rằng là gì không? Ngày hôm nay nè, bản thân ngày hôm nay nè, Vũ cũng chuyển tiền cho bảo hiểm để đóng tiền bảo hiểm nè. Được chưa? Các anh chị vô ạ, một năm Vũ đóng bảo hiểm khoảng tầm 50 triệu. Vũ vẫn đóng tiền bảo hiểm bình thường mà. Và ngày hôm nay các anh chị có biết rằng là gì? Các công ty bảo hiểm nó không có chỗ mà để mà đứng để người để mà chứa những người năn nỉ để đi mua bảo hiểm. Tại sao vậy? Tại vì á, nhiều người khác cứ nhìn cái chuyện mà gì chỉ có đóng tiền thôi, đóng tiền và đóng tiền thôi, người ta không thích. Nhưng mà người ta không thấy lúc cái giá trị nhận lại của bảo hiểm, đúng không? Người ta không thấy giá trị nhận lại khi xài những sản phẩm của các công ty đa cấp. Người ta không có thấy được giá trị sản phẩm, cái giá trị mà nền tảng của rau đang mang lại. Bởi vì trong hiện tại người ta rất là khó nhìn. Các anh chị em lưu ý này, bây giờ Vũ sẵn đây, Vũ cũng chia sẻ luôn cho các anh chị em hình dung này. Thế thì cái đất nước Việt Nam này, hay là nhiều nơi trên thế giới đi, các anh chị em để này, chỉ khi sức khỏe gặp vấn đề,
người ta phát sinh ra bệnh là bởi vì sao vậy? Bởi vì chưa được cung cấp chất dinh dưỡng trước đó, đúng không? Rồi người ta mới bị bệnh. Đúng không ạ? Ok, các chị nhớ. Vậy thì các cái công ty đa cấp á, các cái công ty mà làm mạng đó, họ tạo ra các cái sản phẩm dinh dưỡng để làm gì? Để giúp cho người đó khỏe hơn, bảo vệ sức khỏe, để sao? Để hạn chế bệnh. Các chị em có để ý không? Những người nào mà làm đa cấp, những người nào mà làm mạng về sản phẩm dinh dưỡng á, phần lớn là tỷ lệ bị bệnh á, rất là ít so với những người không làm. Mà những người mà cứ từ chối hay là ghét những người làm đa cấp về ba cái sản phẩm, người ta ghét. Nhưng mà có một sự thật được chứng minh trong vòng khoảng 15-20 năm nay, phần lớn những người làm sản phẩm về dinh dưỡng thì sao? Thì sức khỏe của họ vẫn luôn tốt hơn rất là nhiều các cái cộng đồng mà không xài sản phẩm dinh dưỡng. Đúng ha? Nhưng mà chỉ có là gì? Cách đây khoảng mười mấy 20 năm về trước, cái thu nhập người dân Việt Nam á, lúc đó nó chỉ có khoảng tầm nhân viên kinh doanh chỉ tháng kiếm được 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thôi. Nhưng mà vì những cái sản phẩm đó là sản phẩm lấy trực tiếp, các anh chị vô ạ, mà sản phẩm này nó được sản xuất từ Mỹ, từ Nga, từ Đức, từ Anh, từ Pháp, từ Canada, thì sao cái giá sản phẩm nó rất là cao với cái nhu cầu, với mức cái thu nhập của châu Âu, bên Mỹ, thì sao khi đưa về đây người ta cảm thấy rất là mắc. Mà tại sao phải mắc như thế mà vẫn phải xài? Đúng không? Thế thì bây giờ vụ hỏi các anh chị này, bình thường này, mình không bệnh á, mình xài tiền á, mình cứ phải tiết kiệm đồ này kia, nhưng mà khi mà vô bệnh viện á, ông bác sĩ nói 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu, chúng ta vẫn cứ phải trả tiền cho bác sĩ. Đúng không? Ok, tại sao Vũ nói vấn đề này? Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được vấn đề này thì chúng ta mới thấy được cái môi trường của Rao nó hay. Bây giờ Vũ chia sẻ các anh chị thêm ha. Có phải các anh chị em để ý không? Chính vì nhờ các cái mô hình bảo hiểm này, đúng không? Rồi mô hình của bán hàng đa cấp này, của các công ty về sản phẩm này, nó có phải rằng là trong thời gian gần đây, khi các anh chị em muốn mua sản phẩm của công ty Lô Hội đi, hay của Amway đi, Herbalife, Nu Skin đi, ngày xưa người ta coi đó là rất là mắc, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta xài thoải mái, một cách rất là nhẹ nhàng, đúng không? Rất là dễ. Vậy thì có phải rằng là gì? Ngày xưa mình cứ hay mua đánh kem đánh răng BS, có 10.000 cây, 6.000 cây, đúng không? Hay là Colgate là loại VIP nhất của gọi là VIP nhất trên thị trường à, đúng không? Là mình cứ nghe Colgate nó quảng cáo nhiều mà. Cả cái công ty Colgate nó đúng có một kem đánh răng à. Đúng không ạ? Nhưng mà nó bán nó rất là giàu, nó bán mấy triệu cả mấy triệu cái tiếp đánh răng đó. Đúng không ạ? Thì sao? Thì khi mà nghe tới kem đánh răng của Amway hay Lô Hội đi, cả trăm nghìn, trăm mấy nghìn. Nhưng mà các anh chị em thấy không? Chất lượng hai cái khác nhau hoàn toàn. Chính vì chỗ đó sao ạ? Các công ty đó vẫn cứ tồn tại. Tại sao vậy? Bởi vì khi tri thức của con người càng phát triển thì sao? Thì những cái người mà có tri thức đó, họ khi họ có tiền hoặc chưa đủ tiền, họ vẫn muốn mua xài. Họ muốn xài cái thứ tốt nhất, cái thứ làm sao bảo vệ sức khỏe cho họ nhất. Ok chưa? Ok ha. Rồi bây giờ các anh chị em thấy trong cái thời gian nhiều năm đó, các công ty đó vẫn chủ vững, vẫn phát triển bình thường, vẫn nhiều người vẫn có thu nhập tốt, vẫn ok, đâu có vấn đề gì đâu. Thế thì bây giờ các anh chị em vô này, ở với Rao thì sao ạ? Họ tập trung vô xây dựng cộng đồng, được chưa? Họ xây dựng cộng đồng giống như Facebook đang xây dựng vậy đó, được chưa? Tại sao Facebook? Nói thiệt, Facebook vẫn bị chịu ảnh hưởng bởi sao? Bởi Trung Quốc, bởi bị rất là nhiều, rồi bị rất là nhiều quốc gia khống chế. Nhưng sao ạ? Nhưng họ vẫn phát triển, họ vẫn cố gắng làm sao phát triển để làm sao cả thế giới nhiều người sao xài được Facebook. Đến bây giờ Facebook cũng mới chỉ có hơn 2 tỷ người xài thôi. Đúng không ạ? Các anh chị em thấy đi, Facebook là mình xài miễn phí. Nhưng mà qua thời gian mình thấy có miễn phí không? Không. Khi ai có nhu cầu quảng cáo, khi ai có nhu cầu làm này làm kia thì sao ạ? Thì bắt đầu trả tiền cho Facebook. Và Facebook kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mô hình của Facebook, quay đi quẩn lại mình sẽ thấy mô hình Facebook này, mô hình của các cái mạng xã hội khác, mô hình của các cái trang web khác, nó sẽ khác cái mô hình của Rao. Mô hình của các cái hãng khác thì sao? Họ phải bỏ ra hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô, cả tỷ đô để họ đầu tư trước. Họ xây dựng cái lượng khách hàng trước, sau đó họ mới bán được, họ mới thu lợi nhuận về, dần về sau này. Các chị nhớ. Nhưng đối với Rao thì sao ạ? Họ dùng cộng đồng đó họ phát triển, được chưa?
thay vì tiền quảng cáo, tiền này tiền kia thì sao, họ cũng chia sẻ lại hết trong cộng đồng này, được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta xây dựng được cái cộng đồng này xong thì công ty mới dùng cái cộng đồng này mới đi kiếm tiền, được chưa? Khi đi kiếm tiền, công ty cam kết đó là gì? Tôi kiếm được 100 đồng về, tôi chia lại cho các anh 80 đồng. Tôi giữ có 20 đồng mà, để tôi bảo vệ công ty này, tôi phát triển công ty này. Còn đòi gì nữa? Hay không à? Hay! Một mô hình quá hay. Thế thì sao? Thế chúng ta cần hợp tác cùng làm. Đúng không? Chừng nào mà công ty rau này đạt lên tới 100 triệu thành viên rồi á, thì lúc này là hết thị trường để chúng ta làm mà. Mà thật sự tới lúc đó thì chúng ta cũng đã cũng đã hoàn tất rồi, đúng không ạ? Thật sự nếu mà cộng đồng của rau mà chỉ cần đạt lên tới 10 triệu hay là 50 triệu thành viên thôi, thật sự mà nói rằng ở Việt Nam này rất 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 là nhiều người thay đổi cuộc sống. Các chị em nắm hiểu không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì thị trường của chúng ta là thị trường có thể được gọi rằng là tiên phong, cũng có thể không phải gọi là tiên phong. Nhưng thị trường của chúng ta được sự dẫn dắt tốt, được chưa? Được sự hướng dẫn tốt và có sự có đầu tư về công nghệ để làm gì? Để lan tỏa cái sự việc này ra toàn thế giới nhanh hơn, tốt hơn. Các anh chị em nắm yếu ạ. Và thêm một cái nữa các anh chị em dùng rằng là gì? Người Việt Nam mình nó có cái hay nhưng mà cũng có nhiều cái còn chưa hay. Nhưng cái hay của người Việt Nam đó là gì? Luôn tiếp nhận những cơ hội mới. Nhưng mà còn nhiều thành phần không chịu tiếp nhận, đó mà nó cứ phản lại, nó cứ chửi. Nhưng mà chửi ba bữa à, mà nó thấy người ta làm tốt rồi, nó lại cũng bỏ cái chửi đi à, rồi cũng sẽ làm thôi. Các chị em lưu ý, những cái người mà chửi mình á, sau này họ làm dữ nhất đó các anh chị. Nên các chị em cứ thoải mái đi, cứ kệ, im cả. Hôm nay họ chửi kệ họ, được chưa? Không sao cả, việc của mình cứ làm, được chưa? Việc của mình chia sẻ thì mình cứ chia sẻ, mình có công cụ này mình chia sẻ thì mình cứ chia sẻ. Ok, các chị em lưu ý ha. Nên rằng là nhiệm vụ chúng ta cứ chia sẻ. Tại vì những con người phản đối rau nhiều nhất, mà đến ngày hôm nay Vũ nói thiệt, chính họ là những người director các anh chị, chứ không ai hết đâu. Các anh chị vô. Nên á, các anh chị em biết không, đây Vũ chia sẻ cho một bí mật. Các anh chị em biết này, trong đạo Công giáo các anh chị, ngày xưa cái ông mà gọi là gì không, đòi đi giết Chúa Giêsu á, được chưa? Đi giết những cái người mà gọi là theo đạo á, cái người đó đó là cái người mà gọi là giống như là gì, đi truy tìm, được chưa? Để mà giết hết những người mà tin Chúa đó. Đó, cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng sau khi nhận ra, chính cái người đó đó lại mang cái nền tảng của Kitô giáo đó phát triển lại nước Ý và giờ lan cả thế giới. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Tất cả mọi thứ nó đã diễn ra trên thế giới này rồi. Vấn đề chúng ta làm có đúng hay không thôi. Nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta không ngại gì trong cái việc chúng ta phát triển cả. Các anh chị em hình dung ạ? Chúng ta cứ đúng sự thật chúng ta chia sẻ. Cái nào chúng ta không biết thì xin anh cứ chờ, chừng nào em có thông tin em sẽ chia sẻ anh thêm. Được chưa? Chúng ta chỉ việc chia sẻ đúng sự thật. Có sự thật sao chúng ta cứ chia sẻ như thế. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta nói là sự thật, đúng không ạ? Thì sự thật nó còn nằm đó, nó vẫn cứ mãi mãi nằm đó. Và nếu công ty làm đúng theo những cái điều mà họ nói thì sao ạ? Thì vẫn ok thôi. Ngày hôm nay họ chưa hiểu, không sao cả. Một tháng sau họ sẽ hiểu. Họ không hiểu thì năm sau họ hiểu. Được chưa? Đôi lúc họ bỏ lỡ cái cơ hội này, nhưng mà nó lại là tiền đề cho họ được những cái cơ hội lớn phía sau này. Họ rút kinh nghiệm, được chưa? Họ rút kinh nghiệm là lần trước bỏ cơ hội rồi, thì lần sau họ không hối tiếc. Khi mà sao? Khi mà họ đến với những cơ hội kế tiếp. Nên là cứ thoải mái các anh chị, đừng có ngại ngùng gì hết. Thì mình cứ chia sẻ. Họ chưa hiểu không sao. Ai càng tấn công mình nhiều bao nhiêu thì sao? Thì có thể một ngày chính họ lại là cái người giúp cho các anh chị em lên director, giúp cho các anh chị em lên resident nhanh hơn, đúng không ạ? Mà chính những người đó có khi làm thay đổi, làm giúp cho các anh chị em thay đổi cuộc đời của anh chị. Các anh chị em dùng nhá. Việc của chúng ta là gì? Chân thành chia sẻ. Và đừng có đặt mục tiêu rằng là phải làm sao dụ được cái thằng này vô tham gia hệ thống mình. Dẹp đi, bỏ cái chữ dụ đi, nghe từ dụ ghê quá, đúng không ạ?
nhiệm vụ chúng ta là chia sẻ, có sao chia sẻ vậy. Các anh chị em hình dung biết. Ok ha, đó là mấy cái ý mà Vũ muốn nhắn gửi cho các anh chị, để cho các anh chị em hình dung rằng là gì. Khi xây dựng hệ thống, nó là xây dựng con người, được chưa? Và phải có thời gian. Các anh chị em biết rằng là gì? Cái hệ thống mà phát triển tốt nhất, cái hệ thống mà phát triển tốt nhất, lâu đời nhất, có tổ chức nhất, đó là tổ chức công giáo, đúng không ạ? Đến bây giờ là nằm trụ sở là nào gọi là trung tâm đó, là ở Vatican, đúng không ạ? Phát triển hơn 2.000 năm nay. Vậy thì sao các anh chị em để đi? Nó phát triển hơn 2.000 năm nay, thì các anh chị em thấy được bài học gì từ đó? Đó là gì? Sự giáo dục, sự đào tạo, sự kiên định với một mục tiêu. Thì các anh chị em để trở thành một ông linh mục á, phải mất 5-10 năm người ta mới trở thành được, đúng không? Thì câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Phải có sự giáo dục, phải có sự hướng dẫn, nhưng mà phải sự chân thành, được chưa? Các anh chị em nắm đi ha. Vậy thì khi chúng ta xây dựng hệ thống ở đây cũng vậy thôi, đúng không? Chúng ta không phải rằng là gì đao to búa lớn làm gì. Chúng ta cứ chia sẻ từng bước, ai hợp gu với mình thì mình chia sẻ. Nhưng mà đừng có quá, có nghĩa là đừng có spam quá. Có nghĩa rằng là gì? Đừng có ngày nào cũng tra tấn họ về round one, đúng không? Đừng có ngày nào cũng đừng tra tấn. Cứ lâu lâu chia sẻ, cứ kết nối, từ 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 từ. Các anh chị em để nè, tại sao mà chúng ta hay nghe tới những cái câu nói làm thế nào bạn có thể kiếm được 1 triệu đô trong 5 năm, làm thế nào bạn có thể kiếm được 1 triệu đô trong 10 năm, rồi làm thế nào bạn có thể tự do tài chính trong vòng thời gian 12 năm, làm thế nào để bạn có thể là tự do tài chính trong vòng 2 năm, 3 năm, 10 năm, 7 năm, 6 năm. Tại sao mà chúng ta ít nghe tới tại sao thành công trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng? Hiếm lắm. Đâu có ai nói là sẽ trở thành triệu phú trong 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng đâu. Đâu có chuyện đó. Nó khó lắm các anh chị, trừ khi các anh chị em trúng số thôi. Nhưng mà điều đó mình không có thể trông chờ vào trúng số được. Bây giờ Vũ nói các anh chị đi, ngay cả tài khoản của Vũ đi, bây giờ Vũ có thể là phát triển nhanh nhất đó. Vũ thực rằng là một trong những người phát triển nhanh nhất với công ty chẳng hạn. Thì bây giờ một năm cũng mới có thể kiếm được 1 triệu thôi. Các anh chị vô. Nhưng mà cái mà Vũ đang trông chờ tới, cái mà Vũ đang hướng tới, đó là gì? Khi cái sự thành công của công ty này mà thành công nè, thì cái gọi là quyền chủ sở hữu á, Afigo và Mister này, nó tăng lên này nè. Từ 1 đồng mà tăng lên 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng này nè. Thì cái đó mới có thể giúp cho chúng ta kiếm được nhiều. Các anh chị em hình dung ạ. Đó là cái sự tập thể chung, cái sự mà liên kết chung trên toàn cầu này, cùng nhau vỗ tay để cho nó thành công. Thì cái đó mới cái mà chúng ta hướng tới. Các anh chị vô ạ. Còn chúng ta xây dựng hệ thống, có thể thời gian này nó rất là chạy tốt, nhưng thời gian sau nó có thể rằng là nó yếu hơn, nó chìm hơn. Đáng ra cái hệ thống Round One này nè, ở Việt Nam phát triển còn lớn hơn nữa, nhưng mà chúng ta bị hạn chế bởi sao ạ? Bởi vì dịch Corona Vũ Hán, đúng không? Nhưng mà các anh chị em có để ý không? Nhiều người cứ nói rằng là bị cái dịch này nên rằng sao? Nên chúng ta không thể tổ chức được sự kiện này, sự kiện kia. Đúng. Chúng ta không tổ chức được sự kiện, mà bản thân Vũ cũng mong muốn tổ chức được những sự kiện lớn. Để làm gì? Để mọi người có thể giao lưu với nhau, đúng không? Để có nhiều người có thể rằng là gì? Mời những người khách hàng đến để nghe từ đầu tới cuối, đúng không? Rồi gặp nhau tạo ra không khí, rồi lớn mạnh đồ này kia. Nhưng mà nhiều khi Vũ nghĩ thâm tâm rằng là gì? Rất là hào hứng, rất là muốn tổ chức 1.000 người, 2.000 người. Nhưng mà quay đi quẩn lại, mình mới suy nghĩ kỹ. Cũng có thể trong cái thời gian gặp khủng hoảng như thế này mà chúng ta lại làm được như thế này, chắc có thể nhờ nó mà chúng ta làm được phát triển như thế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì càng ngày chúng ta sẽ xây dựng nội lực của chúng ta hơn. Các anh chị em để ý nè, nếu mà không xảy ra các cuộc khủng hoảng đi, thì sao con người ta sẽ không có mạnh mẽ hơn, sẽ không có những cuộc thay đổi lớn. Các anh chị em hình dung không ạ? Các anh chị em để ý đi, trong thời gian vừa qua, thực sự mà nói Vũ rất là khó gặp được các director của Vũ luôn. Sự thật luôn á. Rồi những cái người mà gọi là manager Vũ cũng rất là khó gặp luôn. Chỉ có gặp được có mấy bữa đầu ngày tiên, đầu tiên khi mới bắt đầu làm rau thôi. Bây giờ Vũ có gặp họ cũng rất là khó gặp luôn. Lý do tại sao?
lý do là họ độc lập làm được hết luôn. Họ tổ chức được, họ đi đây đi đó được, họ làm được tất cả mọi thứ mà không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Thì có phải rằng là các anh chị em cần điều đó không? Chỉ vì cần điều đó thì chúng ta khi mà được điều đó thì chúng ta mới tự do về tài chính được, tự do về thời gian được, đúng không ạ? Và đây nè, có thể là giao thoa thông qua đi Zoom nè, thông qua livestream nè, anh em cũng có thể nói chuyện với nhau nè. Khi nào cần quá thì chúng ta mới gọi điện thoại cho nhau, đúng không ạ? Hoặc là vài bữa hết những cái cuộc khủng hoảng này đi thì chúng ta sẽ gặp nhau vui vẻ hơn. Và lúc này có thể là level chúng ta đã cao hơn rồi, cấp độ chúng ta cao hơn rồi. Chúng ta có thể không gặp nhau ở Việt Nam, nhưng mà có thể chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 10 ở Dubai trên một chiếc du thuyền. Hơn 1.000 người đi vòng vòng trong vòng 7 ngày. Các anh chị em hình dung yếu ạ. Đó là cái mà Vũ hướng tới và Vũ chia sẻ cho các anh chị. Khi chúng ta phát triển, cho Vũ xin uống hớp nước rồi Vũ sẽ chia sẻ thêm nốt cái phần này nữa để cho các anh chị em nắm ha. Đó, hò các anh chị. Bây giờ mà đi ra đường có khi người ta bắt hốt cách ly các anh chị. Ok, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ các anh chị để các anh chị em hình dung thêm một ý nè. Để mà khởi sự một kinh doanh, bây giờ mình bỏ qua bên rau nha, bây giờ mình chỉ nói về góc độ rằng nếu bây giờ mình muốn xây dựng một sự nghiệp thôi. Nếu ở đây chúng ta có thể thấy đi, chúng ta từng nghe tới cái gọi là kim tứ đồ, đúng không ạ? Không phải bây giờ Vũ sẽ chỉ cho các anh chị về kim tứ đồ đâu, nhưng mà Vũ sẽ diễn giải cho các anh chị em để hướng tới rau các anh chị em dễ dàng hơn. Các anh chị em có thấy không? Kim tứ đồ á, nó sẽ có một cái phần đó là gì? Đi làm nè, tự làm nè, đúng không? Rồi đi làm công nè, đúng không? Rồi xong nó làm chủ nè, làm đầu tư nè. Bây giờ mình bỏ hai vế ban đầu đi. Hai vế ban đầu nó sẽ có một vế là chúng ta đi làm để lãnh lương hàng tháng. Đúng không? Nếu mà chúng ta làm lãnh lương hàng tháng chúng ta không có giàu. Đúng không? Nó đâu có giàu đâu. Chúng ta chỉ ổn định thôi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là chúng ta chọn cái phương án đó là tốt. Đúng, nó tốt. Nó chỉ tốt với cái người hiểu được bản chất là đi làm nó sẽ ổn định cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng đằng sau lưng đó chúng ta cần phải làm những thứ khác để đảm bảo. Các chị em lưu ý nè, những người đi làm công á, có rất là nhiều người đi làm công lãnh lương tháng nhưng mà rất khá giả. Có những người đi làm công nhưng mà rất cả khổ. Các chị em lưu ý nha. Lý do tại sao ạ? Bởi vì các chị em nhớ nè, các anh chị em muốn một công việc ổn định, nhưng lưu ý, ông sếp đó, ông chủ công ty đó chưa chắc đã ổn định, đúng không? Bà vợ của cái ông giám đốc đó chưa chắc đã ổn định, của cái công ty đó chưa chắc đã ổn định, được chưa? Rồi cái nơi công ty đó đóng đô, được không? Chưa chắc đã ổn định, nó sẽ xảy ra rất là nhiều thứ, đúng không? Rồi các anh chị em nhớ thêm một cái nữa đó, làm tư, thì giống như những người làm bác sĩ đó. Họ có thể mở ra, hoặc là ví dụ các anh chị em mở ra shop đồ này kia. Các anh chị em, khi chúng ta mở ra một cái cửa hàng, chúng ta cũng phải đầu tư vốn, rồi chúng ta phải kiếm khách hàng xung quanh của chúng ta. Nhưng mà cái hoạt động kinh doanh của chúng ta cũng chỉ có rất là nhỏ, đúng không? Còn bây giờ mình nói, nếu mà bây giờ mình mở một cái doanh nghiệp ra thì chúng ta cần phải làm sao ạ? Cũng phải mở công ty, cũng phải có văn phòng, có này, có kia, có nhân viên, rồi phải có chiến lược, phải có sản phẩm, phải có dịch vụ, cũng rất là nhiều thứ. Và trong thời kỳ này các anh chị em cũng phải xây dựng một website, đúng không? Các anh chị em cũng phải xây dựng một website để làm gì ạ? Để quảng bá. Thời kỳ này mà kinh doanh mà không có website thì coi như dẹp đi nè, đúng không? Nên các anh chị em thấy đi, để mà đi kinh doanh nha, để mà mở công ty, để mà làm chủ á, để mà gọi là xây dựng một cái hệ thống theo những cái mô hình công ty mà hiện nay đang nhiều đang làm, thì sao? Thì bản thân chúng ta cũng phải đầu tư rất là nhiều. Đầu tư về kiến thức, đầu tư về tiền bạc, đầu tư vào con người rất là nhiều. Cũng phải đi tuyển người, đúng không? Cũng tuyển nhân viên vậy. Trả lương cho họ chưa chắc họ đã làm đâu. Mà trả lương cho họ rồi mà họ không thích, họ làm ba bữa họ nghỉ, thì sao? Cũng phải đi tuyển người khác. Cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Các anh chị em có để ý không? Khi các anh chị em đi uống cà phê, tự dưng cái đứa nhân viên đó làm được 3 bữa, các anh chị em uống lại, các anh chị em thấy nghĩ à? Đúng
đúng không? Rồi 3 bữa thì có đứa nhân viên khác, 4 bữa có đứa nhân viên khác, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thực ra cái chủ quán nó rất là nhức đầu, bởi vì lúc nào cũng phải tuyển người mới, đúng không? Đó, các chị em lưu ý. Vậy thì câu chuyện các chị em để này, với cái mô hình của Rao, đúng không? Cái phần mô hình của Rao thì nó ứng luôn được hai thứ. Một, các anh chị em có thể khởi nghiệp kinh doanh với một số vốn rất là nhỏ, 99 đồng. Đúng không ạ? Các anh chị em có một website, được chưa? Có đội ngũ đằng sau lưng làm hết cho tất cả các anh chị rồi. Nhiệm vụ của anh chị là gì? Chỉ có xây dựng hai người cùng chung cái góc nhìn của các anh chị là xong. Vậy, các anh chị em để ý nè. Kim Tứ Đồ nó có thêm một phần nữa gọi là đầu tư. Sau khi các anh chị em kiếm được tiền, các anh chị em đem đi đầu tư. Đúng không ạ? Ok ha. Vậy thì ở Rao thì các anh chị em để ý này. Khi các anh chị em kiếm được tiền 100 đồng thì tự động 20 đồng nó sẽ đem đi sở hữu tài sản Afigo và Mister. Nó cũng là cổ phiếu vậy, nó là tài sản đó, đúng không? Với theo Kim Tứ Đồ thì sao? Cũng đầu tư vào cổ phiếu nè, rồi đầu tư vào bản quyền nè, rồi đầu tư vào bất động sản nè, đầu tư vào này, đầu tư vào kia, đúng không? Có, đúng không? Vậy thì ở Rao thì sao? Các anh chị em đang đầu tư nè, các anh chị em vừa kinh doanh được nè, các anh chị em vẫn có tự động 20% để đi làm gì ạ? Để đi đầu tư nè, sở hữu cổ phiếu Afigo và Mister nè. Vậy thì có phải rằng là khi mà mình làm với công ty Rao, mình sẽ tin tưởng công ty Rao hơn, mình sẽ nhiệt huyết công ty Rao hơn, mình sẽ kêu gọi mọi người cùng nhau hợp tác làm và cùng nhau để thành công. Thì sao ạ? Thì cái giá trị mà mình kiếm tiền từ đó và giá trị mình đầu tư thì sao? Thì nó sẽ đảm bảo hơn, bởi vì mình am hiểu nó hơn. Bây giờ các anh chị em để này, tại sao có nhiều người họ kiếm được rất là nhiều tiền, họ đi kinh doanh này kinh doanh kia, nhưng mà khi họ lấy số tiền đó họ đem đi đầu tư vào các cái kênh khác thì họ lại thất bại. Lý do tại sao? Bởi vì anh đi kinh doanh sản phẩm thực phẩm mà anh lại đem đi đầu tư vào bất động sản, anh đâu có hiểu gì về bất động sản đâu, anh đem đi đầu tư chết, đúng không? Rồi anh đem đi đầu tư vào khoáng sản, anh đâu có hiểu gì về khoáng sản đâu, anh chết. Đúng không ạ? Hầu như là như thế. Vậy thì sao? Ở Rao chúng ta kết hợp được hai thứ, mà trong Kim Tứ Đồ có hai thứ. Một, đó là gì? Làm chủ nè và đầu tư. Thì có phải rằng chúng ta đang làm một cái công việc nè, làm chủ nè, đầy đủ hết mọi yếu tố mà chúng ta cần phải làm, mà công ty nó làm hết cho chúng ta rồi, cái Rao nó làm hết rồi, đúng không ạ? Rồi sao? Chúng ta xây dựng, vẫn là xây dựng hệ thống. Thì khi xây dựng hệ thống sẽ có con người đến và con người đi. Nó cũng giống như kinh doanh bình thường thôi, vẫn có nhân viên đến và nhân viên đi mà, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì sao ạ? Ở đây, khi chúng ta xây dựng, chúng ta vẫn có người đến và người đi, đúng không ạ? Nhưng mà họ vẫn có thể quay trở lại, đúng không ạ? Và lúc này họ có muốn làm nữa thì đây họ hợp tác với công ty. Họ hợp tác với mình trong phương diện là gì? Kết nối, mình là người kết nối thôi. Còn khi họ hoạt động là hoạt động với công ty. Cái này là cái lợi thế của chúng ta. Chúng ta không phải trả lương cho người đó, mà công ty sẽ trả tiền hoa hồng cho người đó, mà chúng ta không phải trả cho bất kỳ ai hết. Bản thân Vũ cũng không thể trả tiền hoa hồng cho tất cả mọi người, đúng không? Công ty họ sẽ làm việc đó. Còn Vũ là gì? Nhiệm vụ kết nối các anh chị. Rồi Vũ có cái gì hay, Vũ có cái gì không hay, Vũ vẫn nói với các anh chị, Vũ chia sẻ cho các anh chị, để tất cả chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn. Các anh chị em hình dung biết ạ. Vậy thì khi chúng ta làm với Rao, chúng ta đầu tư rất là ít, đúng không ạ? Chúng ta rủi ro cực kỳ ít luôn. Nhưng mà sao? Khi chúng ta kiếm được, chúng ta vẫn có thể đem đi đầu tư. Và cái số đầu tư 20% của chúng ta kiếm được này, nó là một giá trị chung. Được chưa? Vậy thì khi giá trị chung này mà nó tăng trưởng, chúng ta được hưởng một cái lượng rất là lớn. Chúng ta bỏ rất là ít, nhưng giá trị chúng ta kiếm lại được rất là nhiều các anh chị. Đó, cái mà chúng ta cần phải chú ý cái việc đó. Ok chưa? À, đó là cái buổi ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ rất là nhiều cho các anh chị. Và hy vọng rằng là gì? À, những anh chị em nào mà chưa nắm bắt được thì có thể rằng là gì? Sẽ tiếp tục nghe trong những cái chương trình kế tiếp. Còn thì những anh chị em nào mà nắm rồi á, thì cố gắng làm sao lan tỏa những cái điều mà hay mà các anh chị em, điều nào hay, điều nào dở thì các anh chị em chất lọc ra. Thì tại vì không phải lúc nào Vũ cũng là đúng cả, đúng không? Có những cái đoạn này nó rất là đúng, có những cái khúc này nó có thể rằng là chưa phù hợp, đúng không ạ? Thì các anh chị em có thể chia sẻ, góp ý,
hoặc là có những cái gì đó, nói chung rằng là đôi lúc chúng ta cần phải thời gian để mới hiểu rõ hơn, đúng không ạ? Hiểu rõ nhau hơn, hiểu rõ được nhiều thứ hơn. Nên sao? Chúng ta cứ từ từ, từng ngày, chúng ta cứ nắm bắt dần, đúng không ạ? Chúng ta thấy nào hợp với chúng ta áp dụng nó và chúng ta chia sẻ cho mọi người xung quanh. Ok ha? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành một cái khoảng thời gian để xem coi có những ai comment gì trong này không? Được không ạ? Bây giờ mở ra có một câu hỏi, đó là anh cho em hỏi việc chia cổ tức quý 1, 2, 3, 30/1/3 kỳ này có chia đúng theo tiến độ như anh chia sẻ ở clip trước đây không? Ok, thì hiện tại bây giờ là công ty đã thông báo, đúng không, là khi mà họ vận hành Afigo và Mister, đúng không ạ, thì họ có nói rằng là gì, là không có ngày cụ thể đâu, nhưng mà là gì, họ sẽ chia cái số mà kiếm được khi 80% á, họ sẽ chia 40% vào các cái gọi là chia, giống như chia cổ tức vào cho những ai sở hữu Afigo và Mister. Còn 40% còn lại họ sẽ chia vào 18 cấp bậc, gọi là 18 cái bể tài chính, được ạ? Thì họ đã có thông báo rồi nha. Đó, ở đây á, là họ sẽ chia theo quý nếu mà là cổ tức. Còn mà nếu ví dụ giống như mà chia vào 18 cái bể thì theo như trên hình á, thì mình thấy được đó là gì ạ? Đó là chia hàng tháng, đó là như vậy. À, Vân Nguyễn, anh Vũ ơi, sao không xác thực KYC được à? À, cái này chắc có lẽ lúc quá trình KYC á, mình gặp một cái trục trặc gì đó, lỗi cái gì đó, thì mình chưa KYC được. Thì khi mà nó mở ra, mình chịu khó, mình đợi xíu, thì nó mở ra, hoặc là mình nhắn viết thư cho công ty á, kêu mở ra thì để cho gì, để mình làm lại, có nghĩa là mình cập nhật lại. Nhưng mà cách tốt nhất thì mình liên hệ với cái người giới thiệu mình, hoặc là mình tìm cái người ở trong cái những cái nhóm của mình, xem ai đã KYC được rồi và họ có thể KYC được, kêu họ hướng dẫn cho mình, được ha. Cổ tức có chia đúng cuối tháng 3 như anh nói không? Theo như ban đầu á, thì mình thấy được rằng là mình nói rằng là theo cổ tức là chia theo quý, nhưng mà chưa thể chắc chắn được trong vòng cuối tháng 3 được. Các anh chị hình dung à? Này theo như anh nói, không biết là mình nói lúc nào, nhưng mà thường thường á, mình hay nói rằng là gì, công ty sẽ chia theo quý. Chẳng hạn ví dụ giống như năm 2020, một quý nó sẽ tính là cuối, từ đầu tháng 1 sẽ cuối tháng 3, được chưa? Còn ở đây trên phần tin tức công ty đã công bố cái việc đó rồi, còn vào ngày cụ thể là ngày nào, được chưa? Các anh chị em nắm hiểu, còn cụ thể vào ngày chia thì công ty sẽ báo lên trên cái hệ thống của các anh chị, là như thế. Ok, cái câu hỏi này là nhiều người hay hỏi nhất nè, đó là hỏi tổng lượng cổ phiếu mà công ty phát hành là bao nhiêu. À, cái này thì Vũ chia sẻ thêm góc nhìn của Vũ thì sao ạ? Thì đến bây giờ nhiều khi Vũ cũng tham gia, Vũ cũng sẽ hỏi, ô thế là bao, công ty nó sẽ chia, gọi là giống như là số lượng cổ phiếu là bao nhiêu. Thì các anh chị em hình dung như thế này, khi họ mới bắt đầu họ sẽ không có nói ra con số này, được chưa? Khi mà họ thấy mọi thứ nó tốt đẹp lên, mọi thứ mà gọi là giống như là gì, khi mà bắt đầu, ok, họ sẽ thông báo. Các anh chị em hình dung như thế này nè, các anh chị em có từng nghe tới công ty OneCoin đúng không ạ? Họ nói họ có cái đồng coin, họ nói rằng là họ dùng công nghệ coin đúng không ạ? Buổi ban đầu họ nói là 1 tỷ 2 coin, đúng không ạ? Nhưng sau đó thì sao ạ? Họ nói lên 120 tỷ coin, đúng không? Rồi nhiều công ty họ nói là họ có 1 tỷ, rồi sau đó họ giảm xuống. Bản chất về công nghệ blockchain là không thể thay đổi, nhưng mà họ vẫn thay đổi mà. Các anh chị nắm ý không ạ?
Vậy thì tốt nhất á, các anh chị em cho mình, ngay cả Amazon, ngay cả Facebook, ngay cả Google, hay là tất cả các công ty về công nghệ trước đây đi, hay là những công ty thành công, từ buổi ban đầu khi họ phát triển, họ cũng không có nói rằng họ sẽ phát hành là bao nhiêu. Nhưng họ sẽ luôn luôn nói rằng là gì? Tại vì ở trong rao á, khi mà các anh chị em đọc tin tức á, lúc mà mỗi lần mà công ty thông báo là gì, giá nó tăng trưởng lên, thì công ty đều ở dưới có nói sao? Phải làm thế, chúng tôi á, sẽ cân theo cái mức lượng thành viên đến này, đúng không? Và tính làm sao để cho tất cả mọi người, những người cũ và những người mới đều có một sự công bằng. Các anh chị em không tin, các anh chị em vô mở xem đi. Các anh chị em đọc, các anh chị em sẽ thấy. Đúng không? Công ty nó sẽ tính toán làm sao để cho mọi người tốt nhất. Các anh chị em và công bằng nhất. Người đến sau và người đến trước công bằng như nhau về cái giá trị của nó. Công ty đâu có công bố ra số lượng là bao nhiêu đâu. Nhưng trong thời gian tới, khi mà mọi thứ nó public ra, có nghĩa là gì? Khi mà công ty lên thị trường á, thì bắt buộc sao ra công chúng á, thì họ phải công bố đầy đủ hết mọi thứ. Còn trong lúc này là chiến lược của họ mới bắt đầu, mới có năm, họ không thể khai hết mọi thứ cho bạn được. Các anh chị em vô ạ, đôi lúc á, mình cứ bằng mọi giá mình phải thỏa mãn cái câu hỏi của mình. Nhưng trong kinh doanh, họ không thể thỏa mãn tất cả mọi thứ cho mọi người được. Bởi vì đó là chiến lược của họ. Đó là cái cách thức họ phát triển được. Các anh chị em hình dung ý đó. Nhưng mà mình thấy được một điều là ở rào nó sẽ khác với nhiều công ty khác. Đó là gì? Ở rào bạn có thể muốn, bạn có nhiều tiền đi nữa thì bạn cũng không thể mua thêm. Bạn không thể bỏ ra vài chục nghìn đô hay vài trăm nghìn đô hay vài triệu đô để bạn sở hữu nhiều cổ phiếu của rào được. Thì bạn đâu có thể đâu. Bởi vì sao? Công ty nó cứ từng đó thôi. Bạn muốn sở hữu được nhiều thì bạn phải xây dựng hệ thống lớn. Thì lúc này bạn mới kiếm được nhiều. Mà bạn chỉ có kiếm được thêm giá trị cổ phiếu trên 20% thu nhập khi bạn xây dựng cộng đồng thôi, xây dựng hệ thống thôi. Chính vì cái điều này nó giúp cho hệ thống sao? Nó phát triển tốt hơn và chia sẻ cái giá trị cổ phiếu này cho nhiều người hơn. Bởi vì các anh chị em lưu ý, số cổ phiếu mà dồn về cho một người, công ty cũng gặp vấn đề. Mà dồn cho một nhóm người thôi thì cũng không tốt. Vậy thì sao? Nhiều người sở hữu, mỗi người một chút, vậy nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ các anh chị em cứ hay hỏi rằng là số lượng bao nhiêu, tại sao không công bố, như thế là không minh bạch. Không phải các anh chị, có những thứ không minh bạch, có những thứ cần phải minh bạch, nhưng mà phải đúng thời điểm. Bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, hàng nghìn người Trung Quốc, đúng không ạ, từ Vũ Hán đến Việt Nam, các anh chị em có thấy người nào bị không? Rất ít. Nhưng mà chỉ có một người ở Pháp, ở Anh về thôi, ở Ý về thôi, là các anh chị em thấy rằng là gì? Tất cả mọi thứ nó bung ra hết, sâu hết. Các anh chị mình hiểu không ạ? Minh bạch không? Các anh chị em đâu thấy được đâu. Nên sao? Đó là một cái cách chiến lược để làm sao công ty nó tốt hơn. Đó là một chiến lược làm sao để cho cái đất nước này nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn và nó hạn chế đi những cái điều này, điều kia. Các chị dùng ngay cả một số đi, ngày hôm nay đi, mình nói đơn giản đi, một công ty của Việt Nam ngày hôm nay rớt 30 lần, nếu mà tài sản các anh chị có được là gì? Có là 10 tỷ trong cái tập đoàn đó, Vũ không nói tên, nguyên tắc là mình sẽ không nói tên cái tập đoàn đó. Các anh chị em tự lên sàn chứng khoán, các anh chị em xem, thằng nào rớt nhiều nhất là nó đó. Các anh chị dùng ạ, nó rớt 30 lần, có nghĩa là số tiền mà các anh chị em đầu tư vào cổ phiếu công ty đó ở Việt Nam nè, được chưa? Là 10 tỷ thì ngày hôm nay nó chỉ còn 300 triệu thôi. Nếu mà giá trị cổ phiếu của công ty đó là 180.000 thì ngày hôm nay còn có 6.000 thôi. Nên các chị em phải hiểu rằng là gì? Chiến lược của công ty khi mới bắt đầu, cái gì mà ổng sâu ra hết mọi thứ, nó không phải là tốt. Mà bây giờ các chị em cứ hỏi Vũ là phải trả lời cho bằng được, thỏa mãn theo ý các anh chị và thỏa mãn theo ý khách hàng của các anh chị, không đúng. Còn các anh chị em thấy ok thì các anh chị em hợp tác. Các anh chị em thấy nó không minh bạch, ok không sao, các anh chị em đi kiếm công ty khác. Các anh chị em kiếm những cái đơn vị khác. Bởi vì các công ty khác rất minh bạch. Đúng không ạ? Các anh chị vô ạ, có nhiều công ty cổ phiếu nó rất là minh bạch. Các anh chị em có thể lên thị trường coi, coi này coi kia, tôi có 500 triệu coi, 1 tỷ coi, tôi có 100 tỷ coi, 1.000 tỷ coi. Rất là nhiều thứ. Nhưng các anh chị em phải nhớ này, công ty tồn tại một năm nay, phát triển hơn 2,5 triệu thành viên, tổ chức bao nhiêu sự kiện,
bao nhiêu vấn đề họ đang làm, đang xây dựng. Họ xây dựng lên hệ thống thẻ thanh toán, xây dựng thẻ thanh toán bằng gọi là rao cạc, rồi bằng Visa để thanh toán. Họ làm rất là nhiều thứ như thế này. Họ đem trụ sở về trung tâm của châu Âu, đúng không? Họ xây dựng lên công ty và thông báo hết mọi thứ, địa chỉ nằm đó, ban điều hành đó, rồi cái người sáng lập đó, người CEO điều hành đó. Các anh chị em còn không tin mà. Các anh chị em hình dung á, mọi thứ nó rờ rờ ra đó, sần sần ra đó, sáng mọi thứ đầy đủ đó, các anh chị em còn không tin. Nên rằng là gì? Đôi lúc có những thứ chúng ta muốn nhưng chưa chắc chúng ta đạt được. Chúng ta muốn nhưng mà cái phần bên kia, đó là chiến lược của họ, đó là cái cách của họ. Vấn đề các anh chị em phải nhớ này, nó là cơ hội, được chưa? Nó là cơ hội. Các anh chị em thấy cơ hội, các anh chị em thích nắm bắt thì các anh chị em nắm bắt. Các anh chị em thích nắm bắt không sao, bỏ đi, nó không sao cả. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Nên rằng là gì? Hạn chế cái việc chúng ta cứ phải đòi thỏa mãn cái ý của chúng ta. Hôm nay không phải một mình chị đây chị hỏi đâu, mà nhiều người cứ cố chấp hỏi đi hỏi lại điều này 2-3 tháng này, 5-7 tháng này, được chưa? Mới 3 tháng thôi, chứ không phải là 5-7 tháng đâu, nhưng mà khoảng tầm 3 tháng này nhiều người cứ đi hỏi như thế. Tại sao vậy? Tại vì các cái công ty kia nó minh bạch quá, đúng không? Thế ok ha. Còn thêm một phần nữa, sẵn đây Vũ cũng nói luôn, thì đôi lúc á, kinh doanh các anh chị phải hình dung này nè, hệ thống thì cần phải nâng cấp, đúng không ạ? Không phải lúc nào nó cũng trơn tru 100% các anh chị. Có nhiều người thấy website nó đóng có một buổi à, là công ty sụp rồi. Các anh chị hình dung không? Có nhiều thấy, nhiều người thấy có website có gọi là đóng một buổi để mà nâng cấp thôi, để cải thiện nó thôi, thì sao? Đã kêu công ty sụp rồi, sợ lắm, lo lắng lắm. Chị bị 5-7 công ty rồi, nó cũng bị như thế rồi, nó sụp rồi. Rồi khi đến với rào cái bắt đầu chị áp cho, có nhiều người áp cho cái chuyện đó, công ty rào nó giống các công ty khác. Các anh chị em lưu ý này, thực ra các công ty khác, khi các anh chị em đầu tư lấy lãi, đúng không ạ? Phần lớn các công ty sụp á, là đa phần các anh chị em đầu tư lấy lãi là nó sụp. Mà thực sự các anh chị em biết nó sụp, nên các anh chị em mới nói như thế. Mỗi lần các anh chị em có kinh nghiệm là website mà nó bị bending hoặc là nó bị đứng hình là các anh chị em biết nó sụp rồi, đúng không? Hoặc là nó trả lãi sau ngày, sai ngày là các anh chị em đã biết nó sụp rồi. Bởi vì các anh chị em quen việc đó rồi, bởi vì chúng ta thường hay đầu tư vào những đó rồi, đúng không? Thì chúng ta khi mà thấy rao nó đứng như vậy là chúng ta lại nói nó sụp. Nhưng mà chúng ta quên đi được một điều rằng là gì? Mô hình của hai thứ nó khác nhau, được chưa? Các anh chị em cần phải ý, mô hình của hai thứ khác nhau mà. Nên là các anh chị em cần phải chú ý rằng là gì? Đối với các cái mô hình game, game là gì? Game là trò chơi, đúng không ạ? Scam, các công ty scam là gì? Là những công ty phần lớn là gì? Phần lớn những công ty đó là kêu anh chị em đầu tư và lấy lãi hàng ngày, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ quảng cáo bia nó rất là nhiều. Có nhiều công ty thì rất là tốt, rất là chuẩn chỉ, được chưa? Nhưng mà họ gặp khủng hoảng, họ gặp vấn đề thì họ cũng chết, họ cũng bị đứng hình luôn. Nhưng mà có nhiều mô hình, nhiều công ty mở ra mục đích để lấy tiền, được chưa? Còn ở rau thì sao? Đây là một mô hình thực sự phát triển bằng hệ thống, không có lấy lãi, trả lãi cho ai hết, được chưa? Phát triển tới đâu chia lại cho các anh chị tới đó. Còn khi công ty phát triển Afigo, nó đi hoạt động khắp mọi nơi trên thế giới, được chưa? Cộng đồng xài nhiều, đúng không? Các cái tập đoàn giải trí kia trả tiền nhiều thì Afigo kiếm được tiền, Mister kiếm được tiền, lúc này đem tiền lại chia cho cộng đồng của chúng ta. Nên cái rủi ro hai bên nó khác nhau, các anh chị hình dung ạ? Nên không thể lấy những cái anh kia để gán ép cho rau được. Còn ở đây thêm một số anh chị á, là như thế này. Thực ra trong nhiều chương trình khuyến mãi đợt trước, từ cách đây 3 tháng, đúng không? Có nhiều anh chị em sau 14 ngày rồi thêm 2 tuần nữa, có những người á, chưa trả về kịp. Có những người á, là tham gia sau mà lại hoa hồng về trước. Thì bắt đầu là những người tham gia trước bắt đầu là sẽ hối lên, tại sao như thế, tại sao như thế, tại sao như thế. Rồi thêm một cái nữa, đôi lúc trong quá trình làm á, thì cái hệ thống máy tính á,
có những lúc lỗi, không sao cả, họ sẽ chỉnh lại. Các anh chị em hình dung ý ạ. Nên rằng là nhiều khi mình thấy, ô tại sao tôi giới thiệu đúng 4 người như thế này? Thì sao? Đáng ra tôi sẽ được, nhưng mà trên hệ thống nó báo tôi là không được. Không sao, các anh chị em lưu ý, nếu mà bị như thế, đúng không ạ? Chúng ta cứ chờ đi, qua hết cái ngày, qua thứ nhất 14 ngày, cộng thêm 14 ngày nữa, có nghĩa thêm 2 tuần mà công ty chưa trả tiền ra. Lúc này chúng ta sẽ báo về công ty, nhắn tin cho công ty, hoặc nếu mà không biết nhắn, có thể là nhắn cho Vũ tin nhắn là Vũ sẽ báo dùm cho. Thì xử lý, không vấn đề gì cả, tại vì hệ thống khi mà sai ở Việt Nam thì thực ra các nước nó cũng sai, nó sẽ báo về bên kia, thì các IT nó sẽ xử lý các vấn đề. Không vấn đề gì cả, các anh chị hình dung á. Nên rằng là gì? Tại vì sao vậy? Tại vì các anh chị em phải lưu ý này, làm web á, nó cũng như xây một căn nhà vậy đó. Đôi lúc nó có những cái sai của nó. Thì người IT là người mà có những lúc họ chỉnh như thế này, chỉnh kia. Bản thân các anh chị biết rằng là gì? Hệ thống MyRoundOne đi, lâu lâu á, nó cũng vẫn bị sai mà. IT á, nhiều khi á, làm dữ quá, nó quên. Đó, vừa rồi á, cũng sai một xíu, cấp quyền thôi. Nó còn hỏi cái IT của Vũ á, còn hỏi: anh ơi, cái active với cái inactive này là gì ta, chị em quên rồi. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Thì bắt đầu Vũ nói, rồi lại ngủ quên rồi. Các anh chị hình dung ra này, tất cả hệ thống là con người nó quản lý, không phải máy tính nó quản lý. Chúng ta tạo ra nó, được chưa? Và con người mong muốn mọi thứ nó tốt hơn. Có những lúc nó chỉ có lỗi xíu rồi, thì họ bắt đầu họ phát hiện ra lỗi, họ sửa lại. Các anh chị em hình dung ạ? Có những lúc, có những cuộc tấn công từ các cái đối thủ, từ các cái người này người kia họ tấn công vô, thì công ty phải đứng web ngay lúc đó để làm gì? Để ngăn chặn các cái cuộc tấn công đó. Đó là chuyện bình thường các anh chị. Các anh chị hình dung ạ? Đó, chẳng hạn giống như bây giờ các anh chị hình dung, các anh chị đang kinh doanh, tự dưng nó kẹt được, đứng đó các anh chị không buôn bán được, cũng phải bình thường thôi. Đúng không? Hoặc các anh chị em đang kinh doanh đi, mở cửa hàng, tự dưng cái thằng đi làm đường á, đi đào đường, đào ngang cái hoạt động kinh doanh của các anh chị trì trệ, chuyện bình thường. Vấn đề các anh chị em chưa có hiểu hết được ở rào, mô hình của rào, cách thức của rào đang hoạt động, nên các anh chị em chưa tin tưởng, nên khi xảy ra một sự cố đó, các anh chị em cứ ô lên làm lộ, là kêu này kêu kia, nói này nói nọ, đúng á. Phần lớn chúng ta thường thường hay suy nghĩ như thế. Ok, thêm một ý nữa là gì? Cái hoa hồng mà chúng ta rút về bằng bit hay gì đó, đôi lúc nó bị nghẽn. Các chị em hình dung này, trong vòng mấy ngày hôm nay, đâu lâu lâu có những người rút á, cái code nó không trả về được bằng về email để các chị rút, đúng không? Chuyện bình thường các anh chị. Mấy bữa nay các anh chị em có thấy Facebook á, mình up hình lên hay là mình lướt Facebook lên, mạng nó nghẽn không? Cá mập nó cắn cáp các anh chị. Các anh chị em hiểu chưa? Nên rằng là gì? Hiểu rằng là gì? Bữa giờ nó có một cái số vấn đề, đúng không? Nên là cá mập nó cắn cáp, nên sao mạng nó nghẽn. Thì trong quá trình á, là gì, chúng ta truy cập web, mạng nó nghẽn thì nó không cập nhật được cái hình ảnh, không KYC được cái hình ảnh chúng ta load lên. Đang load lên cái cá mập nó cắn cái kịch cái nó đứng, thì sao đâu có lên được đâu. Nên rằng là gì, chúng ta cần phải hiểu rằng là gì, chúng ta hợp tác kinh doanh trên nền tảng internet, đúng không ạ? Tại vì bình thường mình đang ngon lành, internet mình đang hoạt động bình thường, tự dưng có thằng đi ra đào đường đứt internet đi, hoặc có thằng xe chạy xe cần cẩu, đúng không ạ, nó chạy ngang qua cái cần cẩu nó chưa gục xuống, nó để ngóc ngóc và nó kéo luôn nguyên cả một đường dây điện luôn, cột điện sụp hết thì đứt internet. Đúng không ạ? Còn hoạt động trên internet thì sao ạ? Lâu lâu thì vẫn có con cá mập nó cắn cáp, thì sao ạ? Thì nó đứng thôi, nó chậm đi, các anh chị hình dung ý không? Nên là các anh chị em phải hình dung ra là gì? Đó, trong mọi thứ, hoàn cảnh, những cái điều này nó luôn luôn diễn ra, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng diễn ra. Thì lâu lâu nó diễn ra như thế này, mình phải thấy được vấn đề và mình cứ thoải mái. Lúc mà nó kẹt quá thì mình nghỉ, mình có thời gian để mình đi nói chuyện với người khác, mình thời gian mình chat với cái khách hàng tiềm năng của mình, đối tác tiềm năng với mình, chat với tuyến dưới của mình, đúng không ạ? Ok ha. Khi mình am hiểu rồi, mình hiểu được bản chất hoạt động của công ty rồi, thì mình thấy rằng là gì, ok, mọi thứ làm đang làm cho tốt đẹp hơn mà, đúng không ạ? Rồi, có một số trường hợp xảy ra như thế này. Tại sao cái công ty kia, mấy cái công ty kia nó trả lãi rất là nhanh, trả tiền bit về là lại,
Các anh chị em có công nhận với Vũ một điều rằng là gì? Điều này Vũ nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi trong livestream. Các anh chị em có để không? Mấy cái công ty mà đầu tư lấy lãi á, đúng không? Nó trả tiền đúng giờ lắm và trả tiền rất là nhanh. Mà cái ngày nào mà nó trả sai á, trong vòng 3-4 ngày mà nó chảy sai á, là các anh chị em biết nó sắp sụp rồi. Đúng không ạ? Đúng á. Ở round, các anh chị em hình dung rồi nè. Các anh chị em tưởng tượng đi, nó có tới 2,5 triệu thành viên rồi đó. Các anh chị hình dung không? Nó phải tuyển dụng nhân viên, không có phải làm kiểu giống như máy bấm cái ra. Nó phải là con người. Mà con người nó sẽ phân chia à, cái nhóm này sẽ quản lý khu vực này, quản lý nhóm này quản lý khu vực kia, nhóm này sẽ quản lý khung thời gian này, nhóm này quản lý khung thời gian kia. Nên sao? Nó không đồng bộ. Rồi chưa kể những ngày nghỉ lễ. Các anh chị em hình dung ý. Các anh chị phải để ý cái việc đó. Ngân hàng cũng vậy thôi các anh chị. Thứ bảy chủ nhật các anh chị em muốn rút tiền, chuyển tiền hay làm cái gì đó, thì ngân hàng nghỉ rồi các anh chị sao làm? Các anh chị phải dựa vào ngân hàng chứ. Đó, thì kinh doanh này cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta thể không thể xử lý cùng một lúc được. Nhưng mà gì? Mọi thứ nó tốt hơn, mọi thứ nó làm nhanh hơn. Các anh chị em tưởng tượng đi. Trong vòng 3 tháng, trong vòng 3 tháng, khách hàng của công ty, cái lúc mà thời điểm Vũ chia sẻ ở Việt Nam á, lúc đó nó chỉ có 600.000 người à, 600.000 thành viên à. Sau 3 tháng nó đạt lên tới 2,5 triệu. Thì sao ạ? Cái lượng xử lý nó phải rất là nhiều. Thì sao? Không thể trong một ngày nó xử lý được liền à. Nhưng mà sao? Nhưng mà Vũ thấy rằng là nó xử lý rất là tốt. Thực sự mà nói rằng là với lượng thành viên tham gia khủng khiếp như thế này mà nó xử lý được rất như vậy là quá tuyệt vời. Điều mà Vũ chưa thấy bao giờ, chưa bao giờ thấy từ trước tới nay của những cái công ty mà Vũ biết được. Và có những công ty tới cả 20 mấy năm, giao dịch của nó lên tới cả 2-3 tỷ đô một năm đó các anh chị. Mà ở đây giao dịch cực kỳ hay. Giao dịch lên đến mà cả ta nói rằng là lượng thành viên tham gia khủng khiếp như thế mà nó không bị đông. Và đăng ký đúng lớn như thế mà nó không bị. Chỉ có bị rủi ro là gì không? Mà Vũ thấy rằng trong hệ thống đó là gì? Nạn mất tài khoản thôi. Đó là gì? Các nhóm tự tạo ra tài khoản, sau đó đặt tất cả tài khoản này giống nhau, bắt buộc giống nhau. Nên sao? Có những người trong cái nhóm của cái đó, những người đó, họ phát sinh ra những cái, họ phát sinh ra cái gọi là gì? Cái lòng tham. Nên họ muốn lấy cái tài khoản đó của người khác, thì bắt đầu nó mới phát sinh ra lỗi thôi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên rằng là gì? Mình hợp tác với một công ty, mình cần phải hiểu rõ công ty đó, bản chất công ty đó, họ đang làm gì, đang muốn gì, đang phát triển như thế nào, và họ có thực sự muốn lấy tiền của mình hay không, thì mình cần phải thấy được vấn đề. Các anh chị em dùng yếu ạ? Nên rằng là nếu mà mình không hiểu việc đó thì sao? Thì mình sẽ không thấy được giá trị của nó. Nếu mà ví dụ giống như thời gian tới đi, Vũ nói đơn giản đi, Vũ hỏi các anh chị em một điều đơn giản đi. Nếu mà thời gian tới, trong vòng một tuần tới đi, Vũ xây dựng cái hệ thống Mai Rau Quanh nó đẹp hơn, nó hay hơn, nó chuyên nghiệp hơn, nó sướng hơn, cho các anh chị em dễ phát triển. Các anh chị em có sẵn sàng trả cho Vũ 100 đô không? Để các anh chị em có một website tuyển dụng như vậy không? Nếu Vũ bán 100 đô, các anh chị em lấy không? Rồi Vũ dùng 100 đô đó, Vũ sẽ tuyển nhân viên. Được chưa? Vũ sẽ tuyển nhân viên. Để khi mà các anh chị em vướng mắc gì đó, xử lý thay đổi lỗi, gọi là lỗi gì đó, thì Vũ sẽ kêu nhân viên đó xử lý giùm cho các anh chị. Được chưa? Viết thư cho các anh chị, giống như là có được một cái đội ngũ nhân viên đó. Được không? Các anh chị em có sẵn sàng không? Ngay lúc này các anh chị để 3 tháng nay mình hoạt động, đúng không ạ? Vũ xây dựng cái nền tảng đó, tốn tiền nhiều hơn cái số tiền mà các anh chị em tham gia 99 đồng, nhưng mà nhiều người vẫn không thấy được cái giá trị ở đó. Có nhiều người họ thấy được giá trị, họ mừng lắm các anh chị, bởi vì họ có được công cụ để họ chia sẻ, họ phát triển rất là tiện lợi cho cả cái hệ thống. Nhưng có nhiều người họ không thấy giá trị đó, họ chỉ chăm chăm vào số tiền của họ thôi, họ không thấy được cái giá trị cơ hội mang đến cho họ. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên rằng là gì, với những anh chị đã làm và các anh chị em mà cần á, là gì? Cần phải cho họ hiểu. Còn họ không hiểu, các anh chị em đừng mời vào. Trong thời gian vừa qua, trong cái nhóm Mai Rau Quanh trên này này,
có nhiều người họ vô, họ nói chung là có cầm những cái comment không tốt. Rồi trong cái một số nhóm của Zalo chẳng hạn, có nhiều người họ đâu biết gì, họ ghét cái kinh doanh đa cấp này lâu lắm rồi, họ không có chỗ để mà uất hận của họ, đúng không? Rồi xong bắt đầu họ nhảy vào comment là gì, ba cái bọn đa cấp đó, các chị thấy không ạ? Đó chính vì chúng ta mà mời những cái người mà họ không đúng, họ không có hiểu được bản chất họ, những cái người mà anh họ, những cái người mà gọi là giống như họ bị ở đâu đó, họ bị mất mát ở đâu đó, nên khi họ đụng vô đây sao họ cứ nói như thế, họ cứ nói bừa đi, nhưng họ không hiểu được rằng là gì, lời nói họ nói ra đúng không ạ? Nhưng trước khi trách những người đó thì phải trách mình nè, bởi vì mình là người trao cho họ thông tin đó, mình không trao cho họ đúng cái thông tin, làm cho họ ảnh hưởng, họ đến họ ảnh hưởng nguyên rất là nhiều người. Các anh chị em nắm yếu không ạ? Ok ha. Nên á, một lần nữa thì Vũ cũng mong muốn các anh chị em như thế này. Còn ở trong cái comment á, khi mà mỗi cái đoạn clip cho Vũ á, hoặc là những cái bài post của Vũ chia sẻ lên trên cái group Mai Rau One này nè, thì Vũ cũng khuyên các anh chị em nào mà leader đó, các anh chị em là những người mà có hệ thống á, các anh chị em lâu lâu á, cứ mở ra các cái comment xem. Đôi lúc có cái tin dưới của mình á, họ hay comment hỏi. Không phải là Vũ đăng lên cái lên đây là Vũ sẽ là người giải quyết hết tất cả những cái comment này. Các anh chị em leader hình dung yếu mà. Các anh chị em vô đọc comment xem cái tin dưới của mình đó, họ comment lên như thế. Rồi mình sẽ liên hệ với cái người đó để mình xử lý các vấn đề. Các anh chị em phải hiểu rằng là gì? Nếu các anh chị em là leader, các anh chị em là những người có hệ thống, các anh chị em mà cứ để tin dưới của mình đó, mà cứ suốt ngày nhắn lên cho Vũ hết, Vũ sẽ không có thời gian để thực hiện những cái điều lớn lao hơn nữa, để giúp cho cái hệ thống này phát triển lớn hơn và bền vững hơn. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên rằng là gì, các anh chị em cần phải chú ý, đừng có nghĩ mình á, rằng là gì, kiếm được rất là nhiều tiền xong rồi, đúng không ạ? Là xong đâu, mình có suốt ngày mình đi tạo ra thị trường là xong đâu, không phải. Tạo ra thị trường phải có thời gian chăm sóc nó. Các anh chị em hình dung không ạ? Phải bảo vệ nó, phải nuôi nó, phải chăm nó, được chưa? Phải trao những thông tin, phải chia sẻ, phải dưỡng dưỡng đó, thì nó mới phát triển được tốt được. Các anh chị hình dung ý ạ? Nên các anh chị em hình dung à, tại sao Vũ nói luôn, Vũ cũng đâu có đủ thời gian để mà hỗ trợ tất cả đâu các anh chị. Nên rằng là khi mà các anh chị đã xác định có tuyến dưới của mình rồi, có hệ thống của mình rồi, các anh phải chú ý, các anh chị em phải cần chú ý này. Mình giới thiệu hai người, nhưng mà hai những người này mà họ phát triển ra đó, thì sao? Mình cần phải nhìn xuống dưới, xem coi một trong hai ba những người này này, trong cái nhóm mình này, có những người nào vướng mắc gì, thích gì, mình phải là người xuống để mình sao? Để mình hỗ trợ. Được chưa? Mình làm như vậy á, thì hệ thống của mình mới tốt được. Cái thu nhập max out của mình hay thu nhập này, thu nhập kia, mình mới bền vững được. Chứ còn cái nhiệm vụ của mình, mình phát triển được hai thằng là hai thằng chạy, thế là tiền mình nhận rồi, thôi xong, ai muốn làm gì làm, kệ. Có nhiều người như thế các anh chị. Và họ quên đi trách nhiệm của họ luôn. Họ kiếm được nhiều tiền ra họ quên đi trách nhiệm của họ luôn. Họ dồn cứ đi tìm thằng Vũ á, đi tìm thằng Vũ á, đi tìm thằng Vũ á. Đó thằng Vũ đứng đầu đi tìm Vũ đó. Nếu mà nhiều người cứ đi tìm vậy á, các anh chị em sẽ không tồn tại được lâu. Các anh chị em dùng đâu. Các anh chị em nắm yếu ạ. Nên rằng là gì, cùng nhau phát triển, cùng nhau giúp đỡ với nhau để làm sao để phát triển hơn. Các anh chị nắm ý ha. Nó là như thế. Nên đó, các anh chị em vô này, chúng ta xây dựng sự nghiệp là sự nghiệp phải lâu dài, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Các anh chị em vô ạ. Cái hồi hôm bữa Vũ có chia sẻ là cái nhục lớn nhất đó, nó không phải là cái người làm nó thất bại. Khi mà mình làm mà mình thất bại á thì là bình thường, đúng không? Nó là chuyện bình thường, chả có nhục nhã gì đâu. Nhưng mà thành công á, rồi á, mà thất bại thì nó nhục lắm. Mà không biết giữ nó thì thất bại cũng thì nó nhục nhã lắm. Các anh chị em hình dung nhé. Nên rằng là gì, cùng nhau chúng ta xây dựng, chúng ta bảo vệ nó, chăm sóc nó, được chưa? Phải nhìn xuống dưới coi, cái nhóm dưới này của mình này cũng là cái nhóm của mình nè. Nếu mà các anh chị em không, nếu mà các anh chị em sợ phải nhìn xa quá, thì các anh chị em chỉ cần nhìn tới năm đời các anh chị thôi. F1 các anh chị, F2 F chị, các anh chị, F3 các anh chị, F4 các anh chị thôi là được rồi. Rồi những cái người kia họ nhìn xuống dưới, họ nhìn xuống dưới đấy. Được chưa? Thì như vậy cùng nhau làm như vậy thì sao? Hệ thống của chúng ta sẽ rất là mạnh.
được chưa? Còn những ai mà đang vướng bận về thời gian, vướng bận về gia đình, vướng bận về các công việc này, công việc kia, họ chưa làm, cái họ, để cho họ bên, chừng nào họ hứng thú, chừng nào họ thấy nó hay, họ làm tiếp tục. Được chưa? Ok ha. Kinh doanh này mình không phải trả lương cho ai hết. Được chưa? Các anh chị em nè, kinh doanh này mình không phải trả lương cho ai hết. Tất cả mọi thứ đó là gì? Trao cơ hội và hướng dẫn cho họ đầy đủ thông tin. Mình có thông tin gì, mình chia sẻ thông tin đó. Và kêu họ là những người có trách nhiệm trong cái việc tìm kiếm thông tin. Họ phải tự động vận động, tự thân vận động để tìm kiếm thông tin. Được chưa? Tìm kiếm những cái sự học hỏi, những cái kiến thức cần có để cho họ phát triển. Được chưa? Ok ha, đó là những cái mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em nắm được rằng là gì? Khi chúng ta xây dựng nó, chúng ta cần phải bảo vệ nó. Và chúng ta bảo vệ nó, chúng ta cần phải sao? Nuôi dưỡng nó. Và sao? Chăm sóc nó. Lâu lâu sao? Hỏi thăm nó một xíu. Ok, được không ạ? Rồi, trong cái phần này sẽ có nhiều anh chị em comment. Và những cái comment trước đó của những cái đoạn trước, thì các anh chị em cố gắng làm sao vô đọc comment. Đôi lúc mình thấy cái người kia comment mà người đó không nằm trong hệ thống của mình, nhưng mà mình biết cách trả lời, được chưa? Thì mình nên comment hỗ trợ cho họ với, được chưa? Điều này nó sẽ giúp cho Vũ và nhiều người khác giảm tải. Thì nếu mà các anh chị em làm việc điều đó, thì sao? Vũ sẽ có nhiều thời gian hơn. Vũ sao? Sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Các anh chị nhìn vô, Vũ sẽ xây dựng hệ thống My Rau One tốt hơn. Vũ sẽ đi quảng cáo My Rau One nhiều hơn. Rồi Vũ giúp cho các cái chương trình này, chương trình kia. Và Vũ có thời gian để Vũ sao? Tôi luyện người Vũ hơn. Vũ sẽ chia sẻ được nhiều cho các anh chị hơn. Được chưa? Ok. Các anh chị em cần phải chú ý việc đó. Bây giờ Vũ sẽ chia sẻ một ý nữa. Và ý này là ý cuối cùng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Ý này cực kỳ quan trọng. Đó là từ bữa giờ các anh chị em thấy Vũ up những cái hình là Vũ đi nước này, nước nọ, nước kia. Thì Vũ cũng nói với các anh chị em như thế này nè. Trước khi đến Rau One, cách đó 2-3 năm về trước, được chưa? Là Vũ đã ở hơn 30 nước trên thế giới rồi các anh chị. Tất cả mọi thứ Vũ đã đạt được hết rồi. Các anh chị em hiểu yêu ạ. Có nghĩa là Vũ không cần làm Rau One cũng chả vấn đề gì cả. Nói sự thật là như thế. Không cần làm Rau One, Vũ cũng đã có mọi thứ rồi. Vũ cũng đã có cái dự án tỷ đô của Vũ rồi. Vũ đầu tư vào hơn 1 triệu đô la rồi. Các anh chị nhìn vô ạ. Bây giờ Vũ không cần làm Rau One cũng không sao cả. Các anh chị em phải hiểu một điều như thế. Và bây giờ Vũ nói luôn, Vũ ở Dubai tới 8 lần rồi. Và Vũ ở nhiều nước rồi, ở chán rồi. Vũ không còn muốn đi nữa rồi. Được chưa? Thanh niên 34 tuổi đã trọn vẹn rồi, các anh chị hiểu không? Ở hơn 30 nước rồi, và ở nhiều nơi rồi, làm được mọi thứ rồi, xây nhà thì cũng đã xây xong hết rồi, không còn cái cần gì nữa đâu. Nên rằng là gì? Vũ làm Rau One với một tinh thần là bởi vì cơ hội của Rau One rất là lớn. Vũ thấy nó, và Vũ muốn giúp cho nhiều người khác đạt được cái điều đó. Các anh chị em phải hiểu cái chỗ đó. Các anh chị em hình dung ạ. Chứ không phải mong muốn làm để kiếm thêm tiền các anh chị. Bởi vì Vũ có nói luôn, làm Rau One có max out 10 năm đi nữa, 10 năm một tuần 20 ngàn thì cũng không bằng cái số tiền Vũ kiếm được. Nên các anh chị hình dung rằng là gì? Vũ có dự án còn lớn hơn nữa. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn, Vũ còn có dự án lớn hơn nữa. Nên rằng là gì? Nhiều người cứ hay nói cái này, hay nói cái kia, và nói nó như thế này như thế nọ. Dẹp qua bên các anh chị. Vũ làm với một tinh thần chia sẻ để giúp cho nhiều người cải thiện cuộc sống hơn. Nhiều người thấy được cái giá trị lớn hơn. Và giúp cho cái đất nước này nó tốt đẹp hơn. Các anh chị em phải hiểu chỗ đó. Còn nếu mà các anh chị em cứ nghĩ Vũ chỉ đi làm cái này để kiếm tiền, sai lầm các anh chị. Đừng có nghĩ cái việc đó. Bởi vì ở Rau không phải là nơi Vũ kiếm được nhiều tiền. Sự thật là như thế các anh chị. Vũ có một cái mạng xã hội Vũ đã xây xong rồi đó. Expert.com. Đầu tư mọi thứ xong hết rồi. Và Vũ làm cái điều này là 3 năm nay. Nhưng dự án đó Vũ đã xây dựng từ năm 2007 các anh chị. Năm 2007 Vũ đã xây dựng cái tên, Vũ đã mua tên miền tự do tài chính.com và tự do thời gian.com rồi. Các anh chị em hiểu không? Và Rau One, bởi vì Vũ thấy tầm nhìn của Rau One nó rất là hay. Nó trùng với cái ý tưởng mà Vũ đầu tư hơn 1 triệu đô đó. Vào cái dự án mạng xã hội expert của Vũ đó. Và Vũ đã làm xong rồi đó. Đã thu được tiền rồi đó. Vũ thu được tiền ngay đầu tiên.
là người ta dùng thẻ Visa thanh toán cho cái dự án của Vũ. Là cũng cái ngày đó Vũ đóng cái đó lại, Vũ tạm gác cái đó để là Vũ gì? Vũ làm Rao Oanh là bởi vì Vũ thấy tầm nhìn của Rao Oanh nó giống với tầm nhìn của Vũ. Thay vì cái dự án của Vũ thì Vũ phải đầu tư rất là nhiều nữa, mà mình hoạt động ở trong nước Việt Nam rất rất là khó. Để làm sao? Để mà phát triển và giúp cho nhiều người. Và Vũ thấy hệ thống Rao Oanh này là một hệ thống có nền tảng từ châu Âu, và họ đầu tư sẵn hết rồi, và cái giá trị của họ có hết rồi. Các chị nhớ, nên Vũ tập trung Vũ làm Rao Oanh để giúp cho nhiều người thành công hơn. Cái đó mới các anh chị cần phải chú ý tới cái việc đó. Các anh chị hình dung biết không ạ? Nên tại sao các anh chị em thấy không? Ngay ngày đầu tiên các anh chị em đã có cái hệ thống myrao1.com để xài rồi. Không phải tự dưng nó có liền, mà ngày hôm nay hệ thống myrao1 là có hơn 5.000 thành viên có website rồi. Ở đâu ra có sẵn vậy? Mà ở đâu ra nó có ý tưởng nhanh như thế được? Làm gì có? Bây giờ các anh chị em đưa người khác, tất nhiên nó copy lại là xong thôi. Nhưng mà để hình thành lên được một hệ thống tiêu chuẩn như vậy, đâu có phải tự dưng nó có được liền đâu. Các anh chị em hình dung yếu đã, bởi vì Vũ đã chuẩn bị sẵn nhiều năm rồi, nó có sẵn hết rồi, đã có ý tưởng hết rồi, có đội ngũ IT hết rồi, nên là đụng cái nó có luôn, nó làm luôn. Các anh chị em phải thấy được vấn đề. Bây giờ Vũ có, bây giờ các anh chị hình dung này, bây giờ các anh chị em xây dựng một hệ thống đi, ngay ngày đầu tiên các anh chị em có đâu? Không. Đừng có nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ làm được, không phải đâu. Có nhiều thứ mà lúc chúng ta có nhiều tiền chúng ta lại càng không làm được. Các anh chị em hình dung nhé. Nhưng mà người nào chuẩn bị sẵn rồi á thì họ sẽ làm được, bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn từ nhiều năm trước rồi. Các anh chị nhớ. Và Vũ đã chuẩn bị nhiều năm trước rồi. Ngay cả chiếc xe này nè, chiếc xe mà Vũ đang ngồi trong này nè, Vũ đã mua 2 năm trước đó, chỉ mục đích để livestream thôi, mà trong 2 năm Vũ chưa làm được. Mà đến bây giờ Rao á, khi mà đến với Rao thì gần như lúc nào Vũ cũng ngồi trên xe để livestream cho các anh chị. Các anh chị em tưởng tượng không? Vũ mua cái xe này chỉ để mục đích là livestream thôi, để chia sẻ cho cộng đồng thôi, về cái dự án của Vũ thôi. Mà mãi 2 năm sau bắt đầu chuẩn bị chia sẻ thì lại vô cái công việc của Rao, tuyệt vời quá mà. Và bây giờ cứ chia sẻ Rao trên chiếc xe này. Tại sao vậy? Tại vì Vũ muốn có một cái không gian mà không bị ảnh hưởng gì, và Vũ chia sẻ cái công việc này đến cho nhiều người hơn và thoải mái hơn. Các anh chị em hình dung miếng không? Và Vũ còn xây dựng một cái chỗ để Vũ có thể chia sẻ cho các anh chị em nhiều nữa kìa. Và sắp tới Vũ sẽ quay cho các anh chị. Vũ chuẩn bị sẵn hết rồi, chuẩn bị nhiều năm trước rồi. Chứ không phải tự dưng ngày hôm nay đâu. Mà cũng không phải là tự dưng có tiền như này rồi để làm đâu, không có. Nên là gì? Các anh chị em biết được rằng là nhiều người khi đến với Rao, có nhiều người họ chưa nhận ra được cái giá trị của nó. Và có nhiều người cứ nghĩ rằng là làm thằng đó nó sẽ hưởng, không có. Các anh chị em nên nhớ này, những cái người director á, đúng không ạ, thu nhập họ cũng giống Vũ thôi. Và ngay chính các anh chị mà mắc ao 20.000 thì cũng giống Vũ thôi. Vũ cũng chỉ có từng đó thôi, đúng không ạ. Nhưng mà Vũ phải chi nhiều lắm, hỗ trợ nhiều lắm, rất là nhiều, chuẩn bị rất là nhiều, đúng không ạ. Rồi sắp tới sẽ có những cái chương trình khuyến mãi nè. Thực ra rằng là công ty có rất là nhiều sự kiện, đúng không ạ, và có nhiều chương trình khuyến mãi rồi, rất là thú vị rồi. Và hy vọng rằng là gì, cái cơn khủng hoảng này là đại dịch corona Vũ Hán này nó đi qua, thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn để cùng nhau kết nối lại, cùng nhau giao lưu, cùng nhau phát triển được nhiều hơn. Nhưng trong lúc này chúng ta lại có được nhiều thứ, đó là gì? Chúng ta dùng các cái công cụ nền tảng internet để cùng nhau hợp lực với nhau, cùng nhau nâng cấp của chúng ta, cùng nhau gọi là nâng cấp bản thân của mình. Được chưa? Để làm sao? Để mình có thể là gì, phát triển công việc này tốt đẹp nhất. Ok ha. Chốt lại, câu cuối cùng Vũ muốn chia sẻ các anh chị một câu rất là hay, đó là raise yourself to help mankind. Dịch tiếng Việt rất đơn giản thôi, hãy tự nâng mình lên để giúp đỡ những người khác. Ok. Rồi, lời cuối cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một giấc ngủ ngon, và hy vọng rằng trong những cái buổi kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, nắm bắt được nhiều hơn. Rồi chúc tất cả các anh chị em cùng thành công với Rao, và một lát ngủ ngon ha. Bye 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 bye.